chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tập 16, chương 301, Si tâm vọng tưởng, Liễu Phán Nhi nghe nói như thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười cười, biểu lộ đắc ý. cô nương nhà ta tốt như vậy, ngô phu nhân có ý tưởng, rất bình thường a. À. nghe được liễu phán nhi, lưu thị cũng cười. nhà chúng ta hài tử không cần người khác khen, chỉ một mình ngươi liền thổi phòng đến mức các nàng cả ngày tìm không thấy nam bắc. liễu phán nhi xem thường, tiểu hoa tỷ lời ấy sai rồi. chúng ta giáo hài tử, không thể một mực trăng dạy, trừ phi các nàng phạm sai lầm, chúng ta muốn nghiêm khắc dạy bảo. bình thường các nàng làm được rất tốt nên khích lệ. Dạng này khả năng tính cách lạc quan, mà lại tính cách cũng cứng cỏi, gặp được khó khăn, không sờn lòng, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, khả năng thuận lợi vượt qua nan quan. Lưu Thị gật đầu, cảm thấy những lời này, rất có đạo lý, cái này ngô phu nhân là cái sản khoái người, làm ăn công đạo, cũng không khéo, trước đó nàng đến mấy lần tiệm lương thực, còn đi chúng ta cửa hàng bên trong ngồi một chút, ta cảm thấy nàng đây là coi trọng nhà chúng ta A Phương, ai, cái này A à Phương qua năm liền 13, cũng hoàn toàn chính xác nên nói thân. Liễu Phán Nhi thấy thế, sạm mặt lại, nàng biết cổ đại kết hôn sớm, nhưng ở trước mặt nàng, nàng làm không được đem 13-14 tuổi tiểu cô nương gả đi, thân thể cốt cách còn không có mọc tốt đâu. Trong nhà mấy cái này nữ hài, để ở nhà lâu một chút, 17-18 lại để cho các nàng xuất giá, đại tẩu, ngươi gấp cái gì a? À? Liễu Phán Nhi tranh thủ thời gian ngăn cản, ngô phu nhân làm người không sai, nhưng không có nghĩa là con trai của nàng không sai, thường nói nói hay lắm, tốt cơm không sợ muộn, nhà chúng ta có cô nương tốt, tự nhiên có người đến cầu hôn. A Phương là trong nhà lớn nhất hài tử, qua năm cũng chỉ 13, bây giờ nói thân quá sớm, lưu thị sững sờ, 13 làm mai không còn sớm, các loại cấp bậc lễ nghĩa đi xuống, cũng 15-16, đến lúc đó thành thân. Hiện tại không được, hảo nam tử đều bị người khác chọn lấy, liễu phán nghi như của kiên trì, thử nghiệm thuyết phục lưu thị tiểu hoa tỷ ngươi đừng vội cho nữ hài nhi làm mai sự tình phải thận trọng việc quan hệ cả một đời sự tình không thể khinh thường ngô phu nhân tuy tốt nhưng không có nghĩa là con trai của nàng liền tốt lại nói người ta không hề nói gì liền khích lệ nhà chúng ta cô nương vài câu ngươi liền bắt đầu dạng này suy nghĩ quá chủ động lưu thị ngượng ngùng cười cười liễu muội muội nói đúng hoàn toàn chính xác không thể sốt ruột ta đây bên ngoài là cái vô dụng liễu muội muội ngươi giúp ta nhìn xem cho a phương cùng a lệ nói tốt việc hôn nhân không cầu có nhiều tiền chỉ cần người tốt tương lai ngay tại chúng ta thị trấn bên trên mở cửa hàng nhỏ tử tại dưới mí mắt ta ta cũng có thế yên tâm liễu phán nhi nhíu mày hỏi lại trước đó ngươi còn muốn cho a phương cùng a lệ kén rễ đâu hiện tại không nghĩ rồi lưu thị lắc đầu không nghĩ bên này cùng chúng ta quê quán bên kia đồng dạng chỉ có trong nhà thời gian không vượt qua nổi mới có thể kén rễ trong nhà nhiều huynh đệ như vậy hơn nữa còn nghèo dạng này triệu hồi nhà làm con rể về sau chuyện phiền toái nhiều nữa đâu nếu là tìm kia không cha không mẹ tính tình độc cũng không tốt lắm càng nghĩ ta cảm thấy vẫn là cho ta khuê nữ tìm người địa phương nhà gia phong tốt rõ lý lẽ gia cảnh giàu có liền rất tốt được chúng ta a phương cùng a lệ tốt đây liễu phán nhi hiện tại biết lưu thị chuẩn xác ý nghĩ ngô phu nhân có ý tưởng này rất bình thường còn có càng nhiều người có ý tưởng kiên nhẫn chờ lấy có ta ở đây tuyệt đối cho a phương cùng a lệ nói xong người ta lưu thị cười hơi an tâm ngươi nói chuyện làm việc ta tin chỉ mong trong nhà hài tử đều có thể thật tốt bình an nhìn xem bọn hắn thành gia lập nghiệp ta liền an tâm đời này không có sở cầu trên thực tế cũng là như thế a phương cùng a lệ tại các tường trấn mở cửa hàng ai cũng biết hai người bọn họ cùng liễu phán nhi quan hệ ghi tạc liễu phán nhi danh nghĩa đạt được đức thụy phu nhân giáo dưỡng không chỉ có dáng dấp tốt mà lại làm ăn cũng rất khôn khéo cái này liễu phán nhi tất nhiên cũng sẽ cho các nàng chuẩn bị phong phú đồ cưới dạng này cô nương cưới về nhà đó chính là cưới cái kim bé con rất nhiều người đều bắt đầu nghe ngóng a phương cùng a lệ có hay không làm mai liền chu lão đầu con trai cả nàng dâu vương thị cũng len lén cùng ba quả phụ nghe ngóng bà mẫu ngài biết cái này a phương cùng a lệ làm mai sao ba quả phụ nghe xong lời này nội tâm một trận xem thường cái này kế con dâu thật là cảm tưởng cứ việc trong lòng xem thường nhưng ba quả phụ nói đến khách khí hẳn là còn chưa nói thân chẳng qua đức thụy phu nhân ánh mắt rất cao người bình thường chướng mắt ba quả phụ hy vọng cái này kế con dâu có thể có tự mình hiểu lấy vương thị cười cười trên mặt lấy lòng bà mẫu ngươi đều có thể cho lão tam nói tốt nàng dâu ca ca vẫn là quan ngũ phẩm cũng cho con trai nhà ta cũng chính là ngài tôn nhi chuẩn bị việc hôn nhân cầu hôn a phương a lệ cũng được ba quả phụ trong lòng sắp cười đến rụng răng nàng đương nhiên biết kia là một môn tốt việc hôn nhân ba quả phụ có tự mình hiểu lấy xưa nay không dám có dạng này vọng tưởng ta nhưng không có loại này bản sự người bình thường nhưng không với cao nổi ba quả phụ mới không nguyện ý lẫn vào những chuyện này dù sao môn không đăng hộ không đối căn bản liền không thích hợp chu lão tam có thể lấy được lý anh nương đó là bởi vì liễu phán nhi không chào đón lệ di nương nếu là liễu phán nhi chào đón lý anh nương chu lão tam quả quyết không lấy được lý anh nương ba quả phụ nói xong liền vào nhà còn đóng cửa lại lập tức ăn tết chu lão đầu hai đứa con trai đến các tường trấn ăn tết vương thị thấy cùng ba quả phụ nói không thông liền cùng công công nói chu lão đầu cùng ba con trai chơi mạt trượt, khó được tập hợp một chỗ coi như thua tiền hắn cũng vui vẻ vương thị bưng nước trà tiến đến cha uống trà vất vả lão đại nàng dâu chờ thắng tiền cho ngươi hồng bao chu lão đầu hưởng thụ lấy con trai con dâu phụ phụng dưỡng trong lòng cao hứng lúc trước hắn cùng ba quả phụ thành thân thời điểm hai đứa con trai cùng con dâu đều không để ý hắn muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ hiện tại ăn tết có thể tới cùng hắn cùng một chỗ ăn Tết, Chu lão đầu rất hài lòng, đa tạ cha. Vương thị cảm tạ, đem chén trà đặt ở mỗi người trong tay, cha, nơi này đều là chúng ta người trong nhà, ta cũng không vòng quanh. Nhà chúng ta Đại lang qua năm liền 15, ta một mực cho nhìn nhau việc hôn nhân, nhưng không tìm được thích hợp. Hai ngày trước ta nhìn thấy các tường bố trang A Phương cùng A Lệ, dáng dấp đều rất tốt. Có thế mở cửa hàng, người tài giỏi ta muốn cho lớn lãng làm mai, để bà mẫu hỗ trợ thu xếp, nhưng bà mẫu không đáp ứng, còn nói chúng ta si tâm vọng tưởng. Chu lão đầu sững sờ, nghĩ đến ngày bình thường nhìn thấy A Phương cùng A Lệ, hoàn toàn chính xác rất tốt, càng trọng yếu hơn chính là, nghe nói cái này tỉ muội về sau xuất giá, mỗi người đều có một cái cửa hàng làm đồ cưới, ngẫm lại nhà mình đại nhi tử một nhà, trong nhà có mấy chục mẫu đất, trong nhà sản xuất tích lợi, cũng không có cửa hàng nhiều, quay lại ta cùng ngươi bà mẫu nói chuyện tốt như vậy đương nhiên tăng cường trong nhà chu lão đầu để bụng không chỉ có là coi trọng a phương cùng a lệ càng thêm coi trọng các nàng đồ cưới vương thị trong lòng đắc ý cha chồng trong lòng vẫn là hướng về trong nhà đa tạ cha ngược lại là chu lão tam tại các tường trấn đợi thời gian dài hiểu rõ mẹ kế mặc dù có chút kẻ nịnh hót nhưng người rất khôn khéo nàng chuyện không muốn làm chứng minh rất không coi trọng Chu lão tam suy tư một lát, cũng cảm thấy Đức Thụy phu nhân chướng mắt nhà hắn chất tử, thế là cười nói, Đại Lang tại học đường đọc sách không sai, lật năm liền có thể hạ tràn cuộc thi, nếu là có thể trúng tú tài, lại đi cầu hôn. Nếu là thi không đậu, cũng đừng trèo cao. Chương 302, chế tác bồ đào, viết câu đối xuân, nghe xong lời này, Vương Thị không vui lòng, tam đệ, nhà chúng ta cũng không kém, trong nhà có hơn mấy chục mẫu đất đâu, lý phương chẳng qua là ghi tạc đức thụy phu nhân danh nghĩa mà lại cha mẹ hòa ly nương cũng không có gì bản lĩnh nhà ta đại lang có thế để ý nàng đó cũng là vận may của nàng đối mặt đại tẩu chỉ trích chu lão tam sững sờ quay đầu nhìn về phía phụ thân cha ngươi vẫn là thật tốt cùng đại tẩu nói đi đừng việc hôn nhân không làm thành còn đắc tội đức thụy phu nhân chu lão đầu biết đức thụy phu nhân không dễ chọc lý nguyên thanh càng không dễ chọc lo lắng con trai cả nàng dâu không biết nặng nhẹ, đắc tội với người, lão đại nàng dâu, lão tam, cũng là có ý tốt, cũng không phải là chướng mắt Đại lang. Đức Thụy Phu Nhân ở trước mặt bệ hạ đều là có danh tiếng người, coi như nàng dưỡng nữ, đó cũng là cực tốt, bộ dáng tốt, năng lực mạnh, hơn nữa còn có thị trấn bên trên cửa hàng làm đồ cưới, nhìn chầm chầm hai cái này cô nương người ta nhiều nữa đâu. Đại lang nếu là có thể thi đậu tú tài, ta liền bỏ đi cái này mặt mo, đi sai người cho Đại Lang làm mai, nói là không có thi đậu, chuyện này liền chúng ta người trong nhà biết, đối ngoại coi như thôi, không thể nói lung tung. Đắc tội Đức Thụy Phu Nhân, đó chính là đắc tội quan Phủ, trong nhà chúng ta mặc dù có chút ruộng, có cửa hàng, nhưng ở làm quan trong mắt, chẳng phải là cái gì, Vương Thị cũng không chấp nhận, cảm thấy nhà mình nhi tử là tốt nhất. Nhất là đang nghe Lý Phương có cái thị trấn bên trên cửa hàng làm đồ cưới về sau, trong lòng càng thêm thật là cao hứng nếu như cưới Lý Phương, không cần tốn nhiều sức, liền có thể có cái cửa hàng, kia thật là quá tốt. Vương Thị cười đùa tí tửng, cha, ta biết, đợi đến con trai của nàng thi đậu tú tài, đến lúc đó đến nhà nàng cầu thân người liền có thêm, nàng còn chưa nhất định coi trọng Lý Phương nữa nha, si tâm vọng tưởng, thật nghiêm trọng. Lý Anh Nương nghe được đại tẩu cùng cha chồng nói chuyện, trong lòng ảo não, cảm thấy Vương Thị cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vương Thị cái kia nhỏ ma cà bông nhi tử, vóc dáng còn không có nàng cao đâu, thế mà còn muốn ngấp nghé Lý Phương. Nàng kia đại tẩu cùng tam tẩu đem hài tử thấy cùng trong mắt đồng dạng, làm sao có thể để ý vương thị nhi tử đâu. Lý Anh Nương tại trải qua nhị tẩu cùng cháu gái bị bán đi, nàng thiếu chút nữa cũng bị bán đi về sau, cả người tâm tính đều thay đổi. Hiện tại lại lấy được ba quả phụ trợ giúp, gả cho chu lão tam, rốt cục qua an ổn giàu có sinh hoạt, không lo ăn mặc lý anh nương cũng minh bạch đây hết thảy đều là bởi vì anh của nàng là lý nguyên thanh cho nên ba quả phụ mới có thể cho nàng thu xếp một chút mượn nàng cùng tam ca lý nguyên thanh đáp lên quan hệ bởi vậy lý anh nương trong lòng cảm kích lý nguyên thanh mặc dù không bị liễu phán nhi cùng lưu thị chào đón nhưng lúc này nàng thật ý thức được ai có thể để nàng qua ngày tốt lành ai có thể để nàng tại nhà chồng có mặt mũi lý anh nương cũng biết liễu phán nhi cùng lưu thị chán ghét nàng quay người lặng lẽ đi vào ba quả phụ gian phòng mẹ là ta anh nương ba quả phụ mở cửa để lý anh nương đi vào ngươi không phải đang nấu cơm sao tại sao tới đây rồi lý anh nương cười cười trước đó đều là ta làm hôm nay ta để nhị tẩu làm về sau thay phiên làm không có đạo lý tới nhà của ta đi ra năm các loại đồ vật còn phải hầu hạ các nàng nương ngươi cũng đừng đi ba quả phụ nhẹ gật đầu trước đó ta nói ngươi ngươi còn cướp làm ngốc hết chỗ chê không biết lười biếng cũng may không có ngốc đến mức đấy hiện tại biết thay phiên làm việc lý anh nương cười nói mẹ ta biết vừa rồi ta nghe lén đến vương thị nhìn trúng a phương để công công cho đại lang làm mai nhưng phu quân nói chờ đại lang thi đậu tú tài lại đi nói không có thi đậu đừng nói là trèo cao không lên vương thị còn xem thường tuần đại lang hiện tại không có nhà mỗi ngày đi sớm về trễ xem xét liền không đứng đắn ngươi nhưng phải thật tốt khuyên nhủ cha chồng, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội ta đại tẩu tam tẩu, tam ca, bọn hắn đều là ngoan nhân. Đau hài tử, cùng đau trồng mắt đồng dạng, nếu là bọn họ dùng bị ổi thủ đoạn, không riêng bọn hắn không may, chúng ta tại các tường trấn bên trên, cũng đừng nghĩ tốt qua, nghe được Lý Anh Nương, ba quả phụ hết sức vui mừng, nhẹ gật đầu, khó được ngươi cùng lão tam đều là có thế nghĩ rõ ràng, không hồ đồ. Yên tâm, ta cũng không hồ đồ ta nhìn chầm chầm đâu, không chỉ có ngô phu nhân, chu gia, ở sau lưng bí mật nghị luận, liền người của huyện thành cũng đang suy nghĩ. Liễu Phán Nhi tại 29 tháng chạp bắt đầu viết câu đối xuân, Lưu Thị mang theo nữ nhi chế tác bùa đào, Chu Thúy Hoa làm ngó sen kẹp, vừa ra nồi, lại hương lại giòn, cho Liễu Phán Nhi đưa tới một chén lớn, liền thấy Liễu Phán Nhi đang ở nhà bên trong viết câu đối. Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn, Nguyên Thanh nhà, người viết câu đối thật là dễ nhìn, nhà ta mua giấy đỏ ta lấy tới ngươi cho nhà ta viết câu đối được chứ chu thúy hoa cười nói nàng hiện tại cũng đi theo học biết chữ cảm thấy liễu phán nhi viết chữ đẹp mắt trước kia trong thôn ăn tết đều là mời lý lão đầu viết câu đối cũng không phải bạch viết đều đưa đồ vật phần lớn là đưa trứng gà liễu phán nhi cười khẽ sảng khoái đáp ứng thím ngươi đem giấy đỏ cắt tốt ta cho các ngươi viết kia thật là rất cảm tạ tốt ta cái này trở về cầm giấy đỏ chu thúy hoa đáp ứng buông xuống trang ngó sen kẹp chén lớn liền mau về nhà lý nam nghe được mùi thơm tranh thủ thời gian tới lấy một khối ngó sen kẹp vừa muốn phóng tới trong miệng của mình đột nhiên nghĩ đến mẫu thân còn không có ăn một cái tay khác lại cầm một khối ngó sen kẹp mẹ ngươi ăn nhưng hương liễu phán nhi nhìn thấy lý nam đưa tới ngó sen kẹp đặc biệt hương mặc dù nàng tại viết câu đối nhưng nàng cũng không có cự tuyệt lý nam hảo ý hé miệng tạ ơn a nam lại hương lại giòn, ngó sen mùi thơm ngát giòn thoải mái, ăn cực kỳ ngon. Liễu Phán Nhi cười một tiếng, nuốt xuống miệng bên trong ngó sen kẹp, tạ ơn A Nam, ngươi mau ăn đi. Đại bảo, tiểu bảo, các ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn, nhưng lúc còn nóng, thả lạnh, liền không tốt lắm ăn, tốt. Bọn hắn rất thích ăn ngó sen kẹp, hôm qua trong nhà làm, hiện tại như cũ nhớ mãi không quên, chờ mọi người ngó sen kẹp còn không có ăn xong đâu, chu thúy hoa liền cầm lấy các tốt giấy đỏ tới đằng sau không chỉ có chu thúy hoa còn có trong thôn phụ nhân khác lý thợ một nàng dâu lý thạch tượng nàng dâu còn có lý nhị nải nải các nàng vác lấy rổ bên trong đặt vào các tốt giấy đỏ còn có nổ quả đầu hoặc là trứng gà có còn cho mấy cái nấu xong trứng vịt muối các nàng tới mời liễu phán nhi viết câu đối đều không rảnh bắt đầu đã mọi người tìm nàng viết liễu phán nhi ai đến cũng không có cự tuyệt đều cho viết chỉ thấy liễu phán nhi viết nhanh chóng, em tai mà lại ngụ ý lại tốt câu đối một cái tiếp một cái bị viết tại trên giấy đỏ, vế trên, trong ngoài bình an may mắn đến, vế dưới, ảnh gia đình vui tài nguyên tiếng, hoành phi, các tinh cao chiếu, vế trên, mặt trời mọc hoa sông hồng tựa lửa, vế dưới, xuân tới nước sông lục như lam, hoành phi, chim hóc hoa nở, gần như trong thôn từng nhà đều cầm câu đối tới viết, liễu phán nhi viết không đến. Cuối cùng viết phúc chữ sống giao cho Lý Đại Bảo, giảm bớt liễu phán nhi lượng công việc, một mực viết một ngày, liễu phán nhi tay, đều nhanh mệt mỏi có chút run rẩy. Lý Dung tranh thủ thời gian bưng tới một chậu nước nóng, mẹ, mau tới bong bóng tay, chương 303, giao thừa hạnh phúc bữa cơm đoàn viên, liễu phán nhi đem hai tay để vào hơi nóng trong nước, quả nhiên dễ chịu một chút, viết câu đối thật mệt mỏi, mặc dù ta muốn cho thôn dân viết, làm sao quá mệt mỏi, lúc ăn cơm, đoán chừng bắt không được đũa, Lý Đại Bảo có chút ảo não, mẹ, ta thật tốt luyện chữ, sang năm qua Tết Xuân, ta cho mọi người viết, Lý Dung mắt trợn trắng, giả rảnh Lý Đại Bảo, ngươi luyện chữ ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, viết còn không có ta đẹp mắt đâu, ngươi coi như muốn cho thôn dân viết câu đối, người ta cũng không vui lòng để ngươi viết, Lý Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, đúng, ca ca viết chữ không dễ nhìn, Lý Đại Bảo trên trán ba cây hắc tuyến, có chút ảo não, ta năm nay thật tốt luyện chữ, hừ. Các ngươi thiếu xem thường người, ta là đại ca, ngươi muốn tôn trọng ta, Lý Dung làm bộ không nghe thấy, đi, Lý Tiểu Bảo cúi đầu, cũng làm bộ không nghe thấy, xem thường, bánh ngọt Lý Nam lôi kéo đại ca Lý Đại Bảo tay, ngọt ngào nói, đại ca lợi hại nhất, nhất định có thế viết xong chữ, Lý Đại Bảo nghe nói như thế, nhưng cao hứng, ông Lý Nam vác lên vai đi dạo, vẫn là A Nam tốt nhất, A Dung sau khi lớn lên, liền không thể yêu, A A Lý Nam bị dọa đến thét lên, phòng bên trong càng thêm náo nhiệt đợi đến lúc ăn cơm quả nhiên cùng liễu phán nhi nói đồng dạng cầm đũa tay rung liễu phán nhi chỉ có thể dùng thìa ăn cơm mấy đứa bé cho nàng gấp thức ăn lý tiểu bảo lúc ăn cơm cũng một mực cau mày đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một bàn điểm tâm phía trên in chữ ánh mắt hắn sáng lên mẹ ta có biện pháp để ngươi sang năm đã có thể cho thôn dân viết câu đối mình còn không cần mệt mỏi nghe nói như thế liễu phán nhi hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía lý tiểu bảo tiểu bảo nói một chút ngươi biện pháp. Nếu như dùng tốt, ban thưởng ngươi một lượng bạc, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Lý Tiểu Bảo, Lý Tiểu Bảo cầm một khối điểm tâm, cười nói, mẹ, ngươi cái này điểm tâm phía trên có khuôn mẫu in vào chữ, chúng ta lựa chọn ngụ ý tốt câu đối, khắc vào trên gỗ, sau đó trực tiếp khắc ở trên giấy đỏ, cũng không cần viết tay, liễu phán nghi nghe nói như thế, cũng ánh mắt sáng lên, hiện tại giấy đỏ, đều là một tấm cắt thành bốn đầu, độ rộng chiều dài đều như thế hoàn toàn chính xác có thể tiến hành mô đun hóa in ấn tiểu bảo ngươi điện pháp này tốt sang năm cứ làm như thế liễu phán nhi thật không muốn viết câu đối quá mệt mỏi lý dung vội vàng nói giống đi ra ngoài thấy vui cùng phúc hoành phi cũng có thể in ấn đúng đều có thể đợi đến sang năm ta cứ làm như vậy liễu phán nhi định xuống dưới nhìn về phía lý tiểu bảo ánh mắt có chút khen ngợi tiểu bảo thật tuyệt ăn cơm xong, ta liền khen thưởng ngươi một lượng bạc. Lý Nam nghĩ nghĩ, đó có phải hay không có thể ấn rất nhiều, từng, đúng vậy, còn không mệt. Liễu Phán Nhi trả lời, nàng làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, Lý Nam mắt to đi dạo, chúng ta có thể ấn rất nhiều, có hay không có thể tại Ngân Xuân sẽ lên bán A. À? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Nam, ánh mắt sáng rực, bị nhiều như vậy người nhìn chầm chầm, Lý Nam cho là mình nói nhầm, không thể bán, thì thôi, coi như ta nói sai lời nói. A Nam, ngươi mới không có nói nhầm, ngươi nói đúng. Liễu Phán Nhi đưa tay xoa bóp Lý Nam nhỏ thịt mặt, sang năm nghen xuân sẻ, chúng ta liền ấn câu đối bán, sẽ là chúng ta các tường trấn nghen xuân sẽ điểm sáng. Đợi chút nữa ăn cơm xong, cũng khen thưởng A Nam một lượng bạc, mỗi tháng nguyệt lệ cùng tiền thưởng, đều là bọn nhỏ có thể tự do chi tiêu bạc, đại nhân sẽ không can thiệp, bởi vậy, vừa nghe nói có một lượng bạc tiền thưởng, lý tiểu bảo cùng lý nam đều rất cao hứng những hài tử khác ao ước ngày thứ hai chính là giao thừa ăn xong điểm tâm lý đại bảo liền mang theo bọn tỉ muội bắt đầu dán câu đối lưu thị chịu một nồi bột nhão trong nhà cửa nhiều cho tới bây giờ ra ngoài cửa đều dán lên câu đối trong nhà cái ghế trên mặt bàn cũng phải dán lên chữ phúc liền trong nhà bếp lò vạt nước xe bò xe ngựa cũng không buông tha dán tốt trong nhà liền đi cửa hàng bên trên dán đợi đến hoàn toàn dán tốt cũng đến cơm trưa thời gian, cổng trên cây treo một chuỗi dài pháo, Lý Đại Bảo cầm bó đuốc, duỗi dài cánh tay, nhóm lửa kiếp nổ, ngay lập tức trở về chạy, lớp bốt, từng đợt pháo âm thanh, xen lẫn có chút cây mũi mùi lưu hoàng, vui vẻ đưa tiễn năm nay ngày cuối cùng, buổi trưa bữa cơm đoàn viên, bày tràn đầy một bàn, liễu phán nhi ngồi xuống, đối Miêu nhi tỷ nói, Miêu nhi, bên này không cần các ngươi hầu hạ. Các ngươi cũng nhanh đi về ăn bữa cơm đoàn viên, bận rộn một năm, thật tốt nghỉ ngơi trò chuyện. Miêu Nhi tỷ yêu thích, cảm ơn phu nhân. Đợi đến Miêu Nhi tỷ bọn người sau khi đi, chính phòng phòng bên trong chỉ có Liễu Phán Nhi cái này cả một nhà. Liễu Phán Nhi cười khẽ, năm nay nhất định là không tầm thường một năm, chúng ta trở về từ cõi chết, chúng ta khai hoang trồng trọt, chúng ta có gia viên mới, chúng ta một nhà đoàn tụ, đây hết thảy đều kiếm không dễ, cảm tạ mình, cũng cảm tạ cố gắng của mọi người. Đến, bưng lên cái ly trước mặt, chúng ta nâng chén chúc mừng. Liễu Phá Nhi cùng Lưu Thị trong chén là rượu, những người khác trong chén, toàn bộ là quả mận bắt nấu ra tới nước chè. Cảm tạ mình, cảm tạ mọi người. Lưu Thị dẫn đầu nói, trong hốc mắt có chút ướt ác, đây hết thảy thật quá khó khăn. Bọn nhỏ cũng cảm thấy như bản thân giống vậy, trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại, cảm ơn hiện hữu hạnh phúc. Lý Tiểu Bảo cùng A Nam tuổi còn nhỏ, chờ lớn lên, chưa hẳn nhớ kỹ hiện tại sự tình, nhưng Lý Đại Bảo A Dung cùng A Phương A Lệ những cái này đại hài tử trong lòng, những ký ức này vĩnh viễn không ma diệt, liễu phán nhi để ly xuống, lại đổ một chút, một chén này, chúng ta muốn chúc phúc ở kinh thành phu quân, hy vọng hắn ở kinh thành hết thảy thuận lợi, cũng có thế qua cái tốt năm, chúc phúc nguyên thanh, chúc phúc cha, chúc phúc tam thúc, liễu phán nhi uống liền hai chén rượu, ở rượu, tốt, hiện tại bắt đầu ăn cơm đi, vui vẻ đưa tiễn phong phú hạnh phúc năm nay nên đón tràn ngập hy vọng sang năm. Tại liễu phán nhi lôi kéo dưới, một trận này bữa cơm đoàn viên, rất ấm áp, sát vách phòng bên cạnh bên trong, báo tử cùng nhị cẩu tử ngồi tại thượng vị, đệ đệ muội muội ngồi tại đối diện hai bên trái phải. Một cái bàn này bữa cơm đoàn viên mặc dù không có chính viện phong phú, nhưng cũng có 10 cái đồ ăn, ngẫm lại bọn hắn năm ngoái, còn đang vì không bị đông cứng chết, không bị chết đói, đau khổ dãy dụ so sánh phía dưới, hiện tại thời gian quá tốt, báo tử nhìn về phía đệ đệ muội muội năm nay thật tốt cùng nhau ròng rã đều còn tại một câu làm cho tất cả mọi người đều đỏ trong mắt trước kia không tới mùa đông liền sẽ có người chết cống chết đói chết bệnh hắc hắc báo tử ca thật tốt nhị cẩu tử mặc dù đang cười nhưng hắn khóc phu nhân đối với chúng ta tốt ta nghĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này miêu nhi tỷ cũng nhẹ gật đầu ta cũng muốn phu nhân cùng tiểu thư đối với chúng ta rất tốt dạy cho chúng ta rất nhiều thứ ở bên ngoài tuyệt đối học không đến mà lại cũng sẽ không đối với chúng ta tốt như vậy vậy chúng ta liền lưu lại thôi ta cảm thấy làm phu nhân trong nhà làm cả một đời người hầu cũng rất tốt ngư nhi muội nhỏ giọng nói phía ngoài hiểm ác cũng không tiếp tục nghĩ trải qua những người khác cũng nhẹ gật đầu đúng lưu lại phu nhân về sau sẽ có rất nhiều cửa hàng đến lúc đó chúng ta học bản lĩnh cho phu nhân làm việc báo đáp phu nhân đối với chúng ta ân tình, báo tử cười cười, các ngươi còn nhỏ, hiện tại ăn cơm thật ngon, thật tốt học được bản sự, chờ các ngươi lớn lên, ta tôn trọng ý nghĩ của các ngươi, mặc kệ là lưu lại, vẫn là rời đi, nhưng ta bây giờ muốn nói, làm người phải có lương tâm, tuyệt đối không thể làm nguy hại hoặc là thật xin lỗi phu nhân sự tình. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu, báo tử ca, chúng ta ghi lại, chương 304, vô sĩ bạo lực gia đình nam một năm này, báo tử lớn tuổi nhất, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, hết thảy không tất yếu mình tự mình đi địa phương, liễu phán nhi đều sẽ để báo tử đi qua. Bởi vậy, báo tử bên ngoài trướng không ít kiến thức, năng lực cũng càng ngày càng mạnh, hôm nay bữa cơm đoàn viên rất phong phú, mà lại không cần làm sự tình, mọi người rất vui vẻ, ăn sạch cả bàn đồ ăn, báo tử cùng nhị cậu tử lại là dài vóc dáng thời điểm, lại cao lớn rất nhiều, thân thể cũng có chút khỏe mạnh. Miêu Nhi tỉ nhìn về phía báo tử ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Ngư Nhi muội ngược lại đối nhị cậu tử càng tốt hơn một chút, bởi vì báo tử ca quá nghiêm túc, nhị cậu tử cả ngày cười ha hả, hơn nữa còn sẽ cho nàng mang ăn ngon. Do nhỏ phòng bên cạnh viện lạc, cũng ấm áp như xuân, vui mừng hớn hở, ăn bữa cơm đoàn viên, không có chuyện gì, liễu phán nhi cho bọn người hầu nghỉ, tùy ý chơi đùa, nhưng phải chú ý an toàn, chỉ là bên ngoài thời tiết âm trầm, gió lạnh thấu xương, mắt thấy muốn mưa cho đến nay các tường trấn còn không có tuyết rơi xuống rất nhiều người đã không chờ mong tuyết rơi lưu thị từ bên ngoài tiến đến phòng bên trong sóng nhiệt đập vào mặt bên ngoài quá lạnh ướt lạnh trong xương đều cảm thấy lạnh đã bên ngoài lạnh lẽo ngươi cũng đừng ra ngoài liễu phán nghi cười khẽ nhìn xem nhàn không quen lưu thị nhìn không được nói lưu thị cười cười vậy không được mỗi ngày lúc này ta đều muốn trong nhà nhìn một lần bằng không trong lòng ta có thế yên tâm không hạ liễu phán nhi nhún vai có chút bất đắc dĩ tốt a à, ngươi vui vẻ là được rồi đến chúng ta tới chơi mạt chược a phương cùng đại bảo tới góp một bàn những người khác ở bên cạnh nhìn đợi chút nữa thắng tiền ta cho các ngươi hồng bao lý nam chạy đến liễu phán nhi trước mặt mẹ a nam nhưng có phúc khí đứng tại ai bên người ai liền có thể thắng tiền liễu phán nhi gật đầu ông lấy lý nam được a à, A Nam liền đứng tại bên cạnh ta. Thắng tiền, toàn bộ tính ngươi, thua tiền, coi như ta mình. Đúng, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn có hại, ở bên ngoài nhất định không thể đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua, biết, mẫu thân. Lý Đại Bảo đáp ứng, hắn thật không thích, chỉ là ăn Tết bồi mẫu thân mới có thể đánh bài, chơi một cái buổi chiều, Lý Đại Bảo đều không có tiền, cuối cùng thua, ngay tại trên mặt dán tờ giấy lý nam cùng lý tiểu bảo cảm thấy thú vị chuẩn bị kỹ càng tờ giấy chỉ cần có người thua ngay tại người thua trên mặt dán cái giấy đỏ đầu còn chưa tới trời tối bên ngoài lại có đánh chửi thanh âm không ngừng kêu khóc lý đại bảo sững sờ lập tức đứng lên mẹ ta đi bên ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra liễu phán nghi cũng rất là tò mò cuối năm nhà ai đánh nhau ầm ĩ a được người quá khứ xem một chút đi chẳng qua không muốn tham gia náo nhiệt cách xa điểm đúng đi phòng bên cạnh bên kia đem báo tử cùng nhị cẩu tử kêu lên liễu phán nghi bàn giao lo lắng lý đại bảo ra ngoài vạn nhất có việc không có giúp đỡ lý đại bảo gật đầu biết nương lý đại bảo mới vừa đi tới trong viện báo tử cùng nhị cẩu tử liền từ phòng bên cạnh trong sân nhỏ ra tới nhìn thấy lý đại bảo cũng phải ra ngoài bọn hắn một trái một phải đứng tại lý đại bảo bên người cùng đi ra ra đến bên ngoài liền thấy cỏ tranh lều bên kia Triệu gia thôn một vị phụ nhân đang bị nam nhân đuổi theo đánh, phụ nhân một bên khóc, một bên hô, "Một năm này thật vất vả lời ít tiền, ngươi toàn bộ cực thua, thời gian còn thế nào qua?" "Ngươi không riêng đánh bạc, ngươi còn thiếu đòi tiền." Nam tử thẹn quá hóa giận, đuổi không kịp phụ nhân, bắt lấy trên đất thạch đầu, liền hướng đập tới. Khả xảo nện ở nữ tử trên đầu, nữ tử kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nam nhân còn chưa hết giận, đuổi theo về sau đối nữ nhân quyền đấm cước đá, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, sự tình trong nhà đến phi ngươi một cái họ khác người xem vào, nhìn ta hôm nay không đánh chết ngươi, Lý Đại Bảo rốt cục thấy rõ ràng là ai rồi, nguyên bản triệu gia thôn một cái địa chủ nhà nhi tử triệu ngọc thụ, bị đánh nữ tử họ quách, người xưng quách nương tử, tại nhiễm vải tắt phường làm việc, tay chân chịu khó, khó được chính là nữ tử này còn biết chữ. Triệu Ngọc Thụ nhà cỏ tranh lều liền tại phụ cận, Triệu Ngọc Thụ phụ mẫu còn tại nhìn xem đâu, cảm thấy dạng này con dâu nên giáo huấn hài tử dọa đến oa oa khóc lớn không cho phép tùy ý đánh người lý đại bảo thấy thế mau nói báo tử nhị cẩu tử mau đem người kéo ra báo tử cùng nhị cẩu tử không nhìn được nhất nam nhân đánh nữ nhân trước kia tại tên ăn mày thời điểm liền có một bộ tốt bụng hiện tại sinh hoạt không lo càng thêm không nhìn nổi chuyện như vậy nhị cẩu tử chạy nhanh chóng tiến lên nhảy dựng lên chính là một chân trực tiếp đá vào triệu ngọc thụ trên thân, không thể đánh nữ nhân. Triệu ngọc thụ bình thường không làm sản xuất, đều là quách nương tử kiếm tiền, lúc này bị nhị cẩu tử một chân, liền đá nằm xuống, ai mẹ hắn xen vào việc của người khác. Lý đại bảo nhíu mày, nhìn về phía say khước triệu ngọc thụ, tùy ý đánh người chính là không đúng, người người đều có thể quản, kia là vợ ngươi, ngươi vì sao đánh nàng. Không đợi đến triệu ngọc thụ trả lời, báo tử vội vàng nói, thiếu gia, quách nương tử đầu chảy máu phải tranh thủ thời gian cầm máu. Lý Đại Bảo nhìn thấy, quách nương tử trên tóc có rất nhiều máu, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đang xem náo nhiệt đám người, tìm cánh cửa, lại đến hai cái phụ nhân đi theo, đi nhà ta, để mẹ ta cho bôi thuốc. Lại trì hoãn xuống dưới, đoán chừng máu đều lưu xong, triệu ngọc thụ nhìn thấy Lý Đại Bảo, dãy dụa lấy đứng lên, nàng da dày thịt béo, không cần lên thuốc, hai ngày nữa liền có thể tốt, Lý Đại Bảo ánh mắt rét lạnh, chờ ta tra ra ngươi vì sao đánh người. Coi như luật pháp không trừng phạt ngươi, nhưng chúng ta các tường trấn phép tắc, cũng sẽ trừng phạt ngươi. Lúc này Triệu Ngọc thụ phụ thân Triệu lão đầu ra tới, cười ha hả nói, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chẳng qua là gia đình tranh chấp, không cần làm phiền Đức Thụy phu nhân. Lúc này ra tới hai cái phụ nhân, một cái là Triệu Nương Tử, là nhiễm vải tắc phường bên trong tiểu tổ trưởng, thấy Lý Đại Bảo đến, mới dám ra tới, cùng mặt khác hai cái nữ công nhất lên cửa trúc tấm tới, Triệu Ngọc Thụ còn muốn ngăn cản, Lý Đại Bảo trầm giọng nói, nếu là chết người, Triệu Ngọc Thụ muốn đền mạng. Hiện tại chảy máu nhiều như vậy, cũng không phải trà phá da, nguyên bản còn muốn nói Triệu Lão đầu thấy thế, nhìn thấy máu càng ngày càng nhiều, cũng dọa đến không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian khiên đi. Lý Đại Bảo phân phó, mấy người nhấc lên quách nương tử, nhanh chóng trở về, Triệu Ngọc Thụ còn muốn đuổi theo, bị triệu bà tử níu lại, ngươi cái kẻ ngu, không thấy được lưu nhiều máu như vậy, rất nghiêm trọng, nhất định phải tìm đại phu, nhà chúng ta tiền đều bị ngươi thua, lấy tiền ở đâu cho quách thị tìm đại phu a? triệu bà tử lo lắng nhi tử ăn thiệt thòi, chắc gao lôi kéo nhi tử, triệu ngọc thụ nhìn xem bị khiên đi quách nương tử nhổ một ngụm nước bọt, mắt lộ xem thường, trước kia xem ở nàng đồ cưới nhiều, xấu một chút cũng không quan trọng, hiện tại quách gia bại, tự nhiên không cần thiết bưng lấy nàng gia môn làm việc, nàng còn được đà lớn tới. Không đánh nàng, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao, đánh người về sau, Triệu Ngọc Thụ một trận tinh thần sảng khoái, liền thua tiền ác khí cũng ra, chương 305, làm trái các tường trấn phép tắt, lúc này, có người từ nhà mình rút trong rạp ra tới, nói câu lời công đạo, Triệu Ngọc Thụ, chính ngươi không làm việc, toàn gia đều trông cậy vào vợ ngươi làm việc kiếm tiền. Ngươi có cái gì mặt mũi nói quách nương tử a? đúng đấy, ngươi còn đem ăn tết bạc toàn bộ thua sạch còn không cho người nói vài lời a à. cái này quách gia lúc trước vẫn là huyện thành phú hộ nhà mẹ đẻ không tại liền bị bắt nạt thành dạng này về sau cho nhà khuê nữ tìm nhà chồng nhưng phải mở to hai mắt một cái chạy nạn liền có thể nhìn ra có phải là nạo chủng triệu lão đầu cùng triệu lão đầu trên mặt nóng bỏng bọn hắn trước kia tại gia tộc triệu gia thôn thời điểm trong nhà có trên trăm mẫu đất cũng là thể diện nhà giàu có Trước kia trong thôn những người này đều là thuê nhà hắn sống qua, đều nịnh bợ hắn, hiện tại ngược lại đều xem thường hắn, để triệu lão đầu rất quất ức, cả một nhà không làm việc, cũng không có khai hoang, liền dựa vào lấy con dâu một ngày hai mươi văn tiền công sinh hoạt, trước đó con dâu quách thị làm tốt, được đề bạc thành tiểu tổ trưởng, một ngày ba mươi văn tiền, lúc sau Tết, còn có một lượng bạc, hai cân thịt ban thưởng, lúc đầu cái này năm hẳn là tốt qua, nhưng bạc bị nhi tử triệu ngọc thụ sờ đi cầm đi đánh bạc quách nương tử nhìn thấy nhà khác đều đặt mua rượu ngon thức ăn ngon ăn tết nhà bọn hắn chỉ có thể uống cháo loãng liền nói vài câu thua tiền triệu ngọc thụ lúc đầu tâm tình liền không tốt bị quách nương tử kiểu nói này càng thêm thẹn quá hóa giận mới động thủ đánh người bình thường bọn hắn nhân duyên không tốt mà lại triệu ngọc thụ là cái nhị lăng tử không quan tâm những người khác cũng không dám can ngăn đáng tiếc quách nương tử như thế chịu khó người triệu ngọc thụ nghe được nghị luận của người khác tức giận đến mắng ta đánh ta nàng dâu liên quan quái gì đến các người tình xen vào việc của người khác chó lại bắt chuột lúc này lúc đầu triệu thôn trưởng triệu lai phúc đi tới triệu ngọc thụ nơi này không phải ngọc dương phủ triệu gia thôn đánh nàng dâu không ai quản chúng ta cắt tường trấn phép tắt hai mươi đầu ngươi không xem đi đánh nàng dâu muốn bị trượng hai mươi vô duyên vô cớ đánh nàng dâu trượng ba mươi triệu bà tử sững sờ hung hăng càng quấy đừng nói đánh nàng dâu, liền xem như bán nàng dâu, đó cũng là nên, nào có quy định như vậy. Các ngươi chớ nói lung tung, đây là các tường trấn phép tắc. Triệu Lai Phúc nói, bình thường liền không quen nhìn nhà này người lười biếng, hiện tại còn như thế phách lối, chờ lấy bị Đức Thụy Phu Nhân giáo húng đi, Triệu Bà Tử sợ hãi, nghĩ đến làm sao hống trở về con dâu, để phòng nhi tử bị đánh, Triệu Ngọc Thụ cổ cứng lên, trong lòng sợ hãi, ngoài miệng không phục, các tường trấn còn có thể lớn hơn quốc pháp A. À? Ta cũng không tin một nữ nhân có thế có như thế lớn năng lực, gà mái báo sáng, cũng không sợ loạn luân lý cương thường, thiên lôi đánh xuống, triệu lão đầu biết liễu phán nhi lợi hại, nếu là so đo, nhi tử thật muốn bị đánh, vội vàng quát lớn, nói lung tung cái gì. Còn không cho ta cút về, nói xong, triệu lão đầu tiến lên, đá một chân triệu ngọc thụ, triệu lão thái tiến lên, đem triệu ngọc thụ kéo về đến nhà mình trút trong rạp nhìn thấy Triệu Ngọc Thụ tiến đến, phòng bên trong một cái tiểu nữ hài dọa đến trung lẫy bẫy, muốn chuồn đi, nhưng bị Triệu Ngọc Thụ nhìn thấy, một chân đá vào trên mặt đất, vô dụng tiểu nha đầu, hôm nào liền bán ngươi, Triệu Tiểu Nhã nghe nói như thế, càng thêm sợ hãi, đứng lên liều mạng bên trên đau đớn, liền vội vã chạy tới Đức Thụy Phu Nhân nhà, hy vọng Đức Thụy Phu Nhân có thể cứu mẹ nàng, Triệu Lai Phúc thấy Triệu Ngọc Thụ lại đánh hài tử, cũng rất tức giận. Hài tử không có phạm sai lầm, ngươi đá hài tử làm cái gì, vô duyên vô cớ đánh hài tử, trượng 10 lần, ngươi cần phải ghi lại, ngươi phải bị đánh bao nhiêu dưới, triệu ngọc thụ nhìn xem trước kia đối với hắn khá lịch sự triệu lai phúc, hiện tại đối với hắn thái độ đại biến, sắc mặt không chút thay đổi, không làm phiền ngươi triệu đầu to nhọc lòng, ngươi cũng không phải thôn trưởng, càng quản không được ta, triệu lai phúc nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, ta đích xác không phải thôn trưởng, hiện tại nơi này là các tường thôn, chúng ta triệu gia chỉ là các tường thôn một cái dòng họ ta vẫn là tộc trưởng ta như thường có quyền lợi quản ngươi ngươi không nói lý lẽ như vậy nếu là kia quách thị cùng hài tử có không hay xảy ra coi như luật pháp mặc kệ các ngươi ta cũng sẽ đem các ngươi đuổi ra triệu thị nhất tộc triệu ngọc thụ còn muốn nói nhưng bị triệu lão đầu đẩy tới phòng hài tử nhỏ không hiểu chuyện đại ca ngài đừng nóng giận triệu lai phúc vừa mới không ở trong nhà cũng không biết triệu ngọc thụ đùa nghịch hỗn, hiện tại thấy triệu lão đầu như thế, trong lòng phiền chán, dạng này người lưu tại trong tộc, trong thôn, sớm tối là kẻ gây họa. Hắn phải nghĩ biện pháp bị cái này toàn gia đuổi đi, lại nói lý đại bảo dẫn người đem quách nương tử nhất tới, còn không có vào cửa, liền hô to, mẹ, quách nương tử bị nàng nam nhân dùng thạch đầu đập phá đầu, liễu phán nghi nghe nói như thế, tranh thủ thời gian đứng lên, không dám chậm trễ, chạy ra, a à dung, đem ta y dược trương lấy ra, vâng, mẫu thân. Lý Dung cực nhanh chạy hướng mẫu thân gian phòng, từ bên trong lấy ra một cái có thể dùng tay cầm lên đến trương gỗ đi ra, liễu phán nhi bàn giao, mang lên một cái khác phòng bên cạnh tiểu viện tử, cuối năm, liễu phán nhi cũng không tốt đem người mang lên trong phòng khách, lưu thị nghĩ đến bên kia không có lạnh, mau nhường người cây đuốc bồn bưng quá khứ, quách nương tử đã bị mang lên trên giường nằm sấp, trên tóc có rất nhiều máu. Liễu Phán Nhi kiểm tra vết thương, còn tại chảy máu, tranh thủ thời gian tìm ra, đặt ở ngọn đèn bên trên sấy một chút, lại dùng cồn lau, trừ độc về sau, mới bắt đầu cắt đi ngăn trở vết thương tóc, rửa ráy sạch sẽ vết thương, sau đó mới lên thuốc cầm máu, dùng sạch sẽ băng gạt băng bó kỹ, triệu nương tử cùng mặt khác hai cái phụ nhân, hỗ trợ thanh lý mất quách nương tử trên người quần áo bẩn, vết máu, lưu thị gián người cùng quách nương tử cao không sai biệt cho lắm, lấy ra y phục của nàng cho quách nương tử mặc vào liễu phán nhi lại đem thuốc tiêu viêm tan chảy trong nước, đẩy ra quách nương tử miệng rót hết, y thuật của ta chỉ là da lông, hiện tại chỉ có thể dạng này, nếu như có thể tỉnh lại, tỉnh dưỡng một đoạn thời gian liền không sao, nếu như không thể tỉnh lại, ai, miêu nhi con cá, hai người các ngươi ở đây chiếu cố quách nương tử, ta ra ngoài hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, miêu nhi tỉ gật đầu, phu nhân, yên tâm, ta cùng con cá sẽ chiếu cố quách nương tử, ra đến bên ngoài. Liễu Phán Nhi đem triệu nương tử bọn người gọi vào chính viện phòng bên trong, triệu nương tử, ngươi luôn luôn biết ăn nói, ngươi nói cho ta một chút cái này quách nương tử vì sao bị đánh, không cần lo lắng, ta cho ngươi chỗ dựa. Triệu nương tử nghe được Liễu Phán Nhi, liền không có nỗi lo về sau, quách nương tử niên kỹ trước đạt được một lượng bạc tiền thưởng bị triệu ngọc thụ trộm đi, đạt được kia hai cân thịt, nàng cùng tiểu nhã đứa bé kia một hơi cũng không có ăn được. Hỏi triệu ngọc thụ đòi tiền, triệu ngọc thụ thua sạch, tâm tình không tốt liền đánh quách nương tử còn mắng quách nương tử vô dụng không có nuôi ở nhi tử Liễu phán nhi nghe nói như thế cao mày chạy nạn trên đường hài tử chết yểu không thể bình thường hơn được sự tình không có một cái mẫu thân sẽ trơ mắt nhìn hài tử chết đi đều sẽ hết sức bảo hộ làm sao điều kiện ác liệt không có bảo trụ hài tử cả một nhà chạy nạn cũng không thể toàn bộ quái quách nương tử a à, những cái này không nói trước đánh bạc cùng đánh nàng dâu đánh hài tử, tại các tường trấn đều là làm trái nàng định ra đến phép tắc, liễu phán nhi đương nhiên muốn xen vào. Chương 306, hung tận đánh, báo tử, ngươi đi đem lý thôn trưởng cùng lý đại tráng gọi tới. Liễu phán nhi bàn giao, sắc mặt âm trầm, đã hiện tại có người phá hư phép tắc, nàng liền phải nghiêm trị, cây cái điển hình, giết gà dọa khỉ, vâng, phu nhân. Báo tử ra ngoài, triệu nương tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phu nhân ngài đây là muốn xử phạt triệu ngọc thụ sao xấu ta các tường trấn phép tắt đánh hắn không phải đạo lý hiển nhiên sao liễu phán nhi hỏi lại ánh mắt sắc bén các ngươi về trước đi không muốn bao che ác nhân ta các tường trấn bên trên tuyệt đối sẽ không nhân nhượng dạng này người triệu nương tử hơi yên tâm cung kính đáp ứng vâng phu nhân ba người sau khi ra ngoài một cái khác phụ nhân nhẹ giọng hỏi chị dâu đức thụy phu nhân thật sẽ trừng phạt triệu ngọc thụ sao triệu nương tử gật đầu nàng tin tưởng liễu phán nhi ta cảm thấy hội ngươi nhìn lý lão đầu kia toàn gia đều bị đức thụy phu nhân thu thập trước đó xây trấn thời điểm đức thụy phu nhân định ra đến phép tắc thông qua huyện thái gia đồng ý hiện tại trong làng thị trấn trên có người làm ra chuyện như vậy làm trái thị trấn bên trên quy định vậy sẽ phải nhận đức thụy phu nhân trừng phạt không trừng phạt sao có thể phục chúng trừng phạt cho phải đây ngẫm lại trước kia chúng ta không kiếm tiền thời gian trên đường chịu khổ chịu tội còn bị ghét bỏ. Hiện tại chúng ta kiếm tiền, ta bà bà cùng nam nhân mới tốt với ta một điểm, nếu là bọn họ đánh ta, ta cũng cùng phu nhân cầu cứu. Một cái khác phụ nhân nói, ánh mắt căm hận, nội tâm chờ đợi liễu phán nghi có thể nghiêm trị việc ác, để những cái kia không thiện đãi phụ nhân bà mẫu cùng nam nhân không dám làm càng. Triệu tiểu nhã chạy tới, yên lặng thủ hộ tại mẫu thân bên người, không ngừng lau nước mắt, nương thương nàng, thế nhưng là nàng còn nhỏ, bảo hộ không được nương. Nếu như nương không có, cha không có tiền, nhất định sẽ đem nàng bán. Lý Thôn trưởng, Chu Thúy Hoa còn có Lý Đại Tráng đạt được thông báo, vội vàng chạy tới. Chu Thúy Hoa hỏi, Nguyên Thanh nhà, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì a? À? Liễu Phán Nhi liền đem vừa rồi từ triệu nương tử bên kia nghe qua đến tin tức, cùng Chu Thúy Hoa nói, đã triệu Ngọc Thụ phá hư chúng ta thị trấn bên trên phép tắc, hiện tại liền gọi người đem triệu Ngọc Thụ bắt lại. Trước mặt mọi người đánh ba mươi đánh gậy, Lý Thôn trưởng nghe nói như thế, hơi sững sờ. Vạn Nhất Quách Nương Tử tỉnh lại không truy cứu, chúng ta chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện rồi. Liễu Phán Nhi trầm tư một lát, lắc đầu, ta mặc kệ Quách Nương Tử phải chăng truy cứu, bị ta biết, phá hư ta các tường trấn phép tắc, vậy sẽ phải nhận trừng phạt. Đại Tráng, dẫn người đi bắt, ta muốn để toàn thôn tất cả mọi người nhìn kỹ tốt, không thể tùy tiện phạm sai lầm, càng không thể tùy tiện đánh nữ nhi đánh hài tử lý đại tráng hiện tại đặc biệt nghe liễu phán nhi lập tức đáp ứng chị dâu ta cái này đi tìm người nói xong lý đại tráng rời đi hiệu triệu trong thôn thanh tráng niên những cái này thanh tráng niên tạo thành trong thôn lâm thời đội chấp pháp nghe lệnh của liễu phán nhi tại lý đại tráng dẫn dắt phía dưới cấp tốc đi vào triệu ngọc thụ cửa nhà liễu phán nhi sau đó đi vào đứng tại lớn trên tảng đá lấy ra các tường trấn trấn quy lớn tiếng đọc chậm thứ nhất không thể làm trái đại chu luật pháp, thứ hai, không thể ăn cắp, thứ ba, không thể khi hành phách thị, thứ tư, lão nhân trưởng bối không thể đối tiểu bối không từ, tiểu bối không e rằng cho nên chống đối không hiếu thuận lão nhân, thứ năm, nam nhân không thể tùy ý đánh nàng dâu hài tử, thứ sáu, không cho phép đánh bạc, kẻ vi phạm, kẻ nhẹ, trượng mười lần, kẻ nặng, trượng ba mươi. Lý Đại Tráng dẫn người đem Triệu Ngọc Thụ từ trong nhà khung ra tới, đặt ở thật dài trên ghế, Triệu Ngọc Thụ hô to, các ngươi không thể đối ta vận dụng tư hình, các ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, ta chỉ là đánh ta nàng dâu, liên quan quái gì đến các người tình, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Liễu phán nhi thấy triệu ngọc thụ không biết hối cãi, tự nhiên như thế kêu gào, lúc này hạ lệnh, trượng 30, cầm cây gậy hai người, hướng phía triệu ngọc thụ cái mông dùng sức đánh tới, phanh phanh phanh, a à, triệu ngọc thụ kêu thảm, đau đến khàn cả giọng, ta muốn báo quan. Ta muốn báo quan các ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, triệu lão đầu đau lòng nhi tử, muốn xông lên đến, nhưng bị ngăn lại, các ngươi không nên đánh nhi tử ta, lớn không được về sau không đánh quách thị, triệu lão thái vừa vội vừa giận, nhưng lại xông vào không nổi, liễu phán nhi, ngươi cái này đàn bà đanh đá, cư nhiên như thế đối nhi tử ta, ngươi thật là xấu thấu, ngươi cái này tội phạm giết người, liễu phán nhi bể nghệ triệu lão thái, loại người này ác độc nhất, lúc còn trẻ bị bà bà tha mài hiện tại làm bà bà về sau, đã cảm thấy xoay người, thay đổi biện pháp khi dễ con dâu. Lại nói, Quách Thị Nhi tự chết yểu, lão thái bà này cùng cái này toàn gia không có trách nhiệm sao? Một vị phụ nhân muốn tìm ăn, nơi nào còn có thế che chở hài tử, chạy nạn trên đường, thiếu y thiếu thuốc, ngoài ý muốn tới cũng nhanh. Ai cũng không biết ngày mai là không còn sống, nhục mạ triều đình thân phong cáo mệnh phu nhân, tung tin đồn nhảm sinh sự, vả miệng hai mươi. Liễu Phán Nhi trầm giọng nói, đánh cho ta, các ngươi coi như rời đi các tường trấn, cũng phải tiếp nhận trừng phạt lại rời đi. Người trong thôn không dám xuống tay, Miêu Nhi tỷ lao ra, đối triệu lão thái mặt, đánh hai bàn tay, ngư nhi muội mau tới trước, giữ chặt triệu lão thái. Miêu Nhi tỷ ngay trước mặt mọi người, trồng rã đánh triệu lão thái hai mươi bàn tay, triệu lão thái ngay từ đầu còn hùng hùng hổ hổ, nhưng miệng đều bị đánh sưng, rốt cuộc mắng không ra. Triệu lão đầu nguyên bản còn rất phách lối, nhưng nhìn thấy nhi tử cùng thê tử đều bị đánh, lập tức dọa đến như cái chim cút đồng dạng, không còn dám ngông cuồng. Lúc này, không chỉ có nguyên bản người của Lý Gia Thôn, liền nguyên bản triệu gia thôn người, đều dọa đến không dám nói lời nào. Trước kia liễu phán nhi luôn luôn cười ha hả, cho người ta rất dễ thân cận bộ dáng, nhưng lúc này liễu phán nhi biểu lộ nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc uy nghiêm, để người không dám ngỗ nghịch phản kháng. Liễu phán nhi nhìn thấp bốn phía, hôm nay không chỉ có muốn giáo huấn triệu ngọc thụ, còn có giết gà dọa khỉ, khiến cái này người lân lân đám người, nhận thức đến thủ phép tắc, tuân thủ luật pháp tầm quan trọng, tại các tường trấn, sinh hoạt an bình, đây là tất cả cần cù thiện lương bách tính cùng một chỗ cố gắng kết quả, ta tuyệt không kinh xuất tha thứ làm trái các tường trấn phép tắc, làm trái luật pháp người, kẻ nhẹ trừng trị, kẻ nặng đưa quan, đồng thời cả nhà đuổi ra các tường trấn thôi dương huyện. Lý thôn trưởng gần đây cũng phát hiện người trong thôn bởi vì có tiền, liền bắt đầu táo bạo, hiện tại liễu phán nhi nghiêm khắc xử trí làm trái phép tắt cùng luật pháp người hắn kiên quyết tán thành đúng ai phá hư các tường trấn an bình chính là cùng chúng ta không qua được nhất định phải nghiêm trị lý thôn trưởng trầm giọng nói nếu ai nghiêm trọng làm trái phép tắt cùng luật pháp ta lý thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đuổi ra các tường thôn chu thúy hoa cũng liền vội nói chúng ta lý thị nhất tộc tán thành đức thụy phu nhân không phục tùng trưởng trấn phép tắc vậy liền không nên để lại tại các tường trấn triệu nương tử cũng phụ họa, chúng ta tán thành đức thụy phu nhân, tuân thủ luật pháp cùng phép tắc. Nguyên bản những cái kia có chút ý đồ xấu người, lập tức thu liễm tiểu tâm tư. Nguyên bản trong thôn cũng có người cùng triệu ngọc thụ đồng dạng, vụng trộm chạy đến hơn 10 dặm bên ngoài làng đánh bạc. Lúc này nhìn thấy triệu ngọc thụ bị đánh thành cái này hình dạng, từng cái dọa đến trung lẫy bẫy, không dám lên tiếng, bị trừng phạt về sau triệu ngọc thụ cùng triệu bà tử, bị ném vào trúc trong rạp. Liễu Phán Nhi dẫn người rời đi, về đến nhà, như cũ ý khó bình, chương 307, muốn thay đổi, muốn tự cứu phụ nhân, những người này thật là xấu, rõ ràng tại nghiền ép quách nương tử, hưởng thụ quách nương tử thành quả lao động, nhưng không có nửa điểm cảm ơn chi tâm, còn ngược đãi quách nương tử, nàng sau khi đi vào, nhìn thấy 8 tuổi triệu tiểu nhã đang khóc thúc thích, đối lý Dung nói, A à Dung, tiểu nhã hôm nay chưa ăn cơm, ngươi mang tiểu nhã đi qua ăn cơm, triệu tiểu nhã nghẹn ngào, vì trên mặt đất cho liễu phán nhi dập đầu, tạ ơn đức thụy phu nhân cứu ta nương, tiểu nhã không đói, ta muốn ở chỗ này bồi tiếp nương. Liễu phán nhi nhẹ giọng trấn an, thanh âm nhu hòa, tiểu nhã, ngươi đừng khóc, ngươi ăn cơm thật ngon, khả năng chiếu cố thật tốt mẹ ngươi. Ta ở đây nhìn xem đâu, ngươi đi trước ăn cơm. Ban đêm cũng ở chỗ này, triệu tiểu nhã ánh mắt lo âu nhìn về phía mẫu thân, sau đó nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, phu nhân, mẹ ta lại trở về. Cha ta sẽ đánh chết mẹ ta, ngươi thu lưu mẹ ta đi, mẹ ta nhưng lợi hại, biết chữ, mà lại sẽ theo hoa, tại tắc phường bên trong làm việc cũng nhanh nhẹn, ngươi vào xem lấy mẹ ngươi, ngươi không sợ ngươi trở về, bị cha ngươi bán à. Liễu phán nghi cảm động tại triệu tiểu nhã hiếu tâm, ôn nhu hỏi, nàng muốn trợ giúp những cái kia muốn thay đổi, muốn tự cứu người, triệu tiểu nhã lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, phu nhân, ta biết mẹ ta muốn cùng cha ta hòa ly nhưng nếu như ta khóc trống, mẹ ta liền không nở ta, ta trở về coi như sẽ bị cha ta bán đi, ta cũng hy vọng mẹ ta thật tốt. Liễu phán nhi hốc mắt vị chua, đây là một đứa bé đối với mẫu thân nhất giản dị tình cảm, nàng đưa tay sờ sờ triệu tiểu nhã đầu, vừa muốn an ủi, liền nghe được trên giường có thanh âm huyên náo, quay đầu nhìn lại, quách nương tử tỉnh, sắc mặt nàng tái nhợt, lúc này dằn co, quỳ gối trên giường, đối liễu phán nhi dập đầu, phu nhân, cứu lấy chúng ta mẫu nữ đi ta nguyện ý nửa đời sau bán mình làm nô báo đáp ân tình của ngài ta không nỡ tiểu nhã tiểu nhã đi theo người nhà kia sau cùng hạ tràng cũng sẽ bị bán nhập kỷ viện bên trong trước đó cha mẹ chồng cùng trượng phu cũng có tính toán như vậy là nàng liều chết bảo hộ mới lưu lại nữ nhi nàng trở lại cái nhà kia sớm muộn cũng sẽ bị bắt nạt chết không có nàng nữ nhi cũng sẽ không có kết cục tốt triệu tiểu nhã trên mặt đất quỳ quách nương tử trên giường quỳ muốn giành lấy cuộc sống mới chỉ có thể dựa vào liễu phán nhi liễu phán nhi đã nghĩ đến hậu quả như vậy nhẹ gật đầu quách nương tử ngươi tranh thủ thời gian nằm xuống chớ lộn xộn bằng không đầu lại sẽ xuất máu dược hiệu rất tốt cầm máu giảm nhiệt về sau cái này quách nương tử cũng không có phát sốt nếu như không có choáng đầu nôn mửa ngày mai liền có thể thoát khỏi nguy hiểm quách nương tử cùng triệu tiểu nhã tiếp tục cho liễu phán nhi dập đầu Cảm ơn phu nhân ân cứu mạng, Lưu thị bưng cháo hoa, tự mình cho ăn quách nương tử, quách muội muội, đừng khóc, đều sẽ tốt. Chỉ cần ngươi muốn thay đổi, Liễu muội muội đều sẽ giúp ngươi, ngươi biết chữ, ngươi cũng đọc qua sách, so ta hiểu nhiều lắm. Cùng một cái không đáng tin cậy nam nhân sống hết đời, thật không bằng hòa ly. Ngươi nhìn ta hiện tại trôi qua tốt bao nhiêu, ta hai cái nữ nhi cũng mọc tốt. Nghĩ thoáng điểm, thời gian càng ngày càng tốt. Quách nương tử chính là từ lưu thị trên thân, nhìn thấy hy vọng, trải qua lần này tuyệt vọng, cùng Triệu Ngọc thụ ân đoạn nghĩa tuyệt. Quách nương tử chỉ muốn đem nữ nhi giữ ở bên người, kiên quyết không thể để cho bọn hắn mang đi hài tử. Nếu như bọn hắn cứng rắn muốn mang đi, Quách nương tử chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nữ nhi ẩn nấp, đa tạ Lưu tỷ tỷ. Quách nương tử cảm tạ, chờ ta tốt, nhất định hồi báo các ngươi đối ta chiếu cố. Lưu thị khách khí, đừng khách khí đều là người cơ khổ, khổ ban hỗ trợ, đi tới liền tốt. Liễu Phán Nhi hôm nay nhận rất lớn xúc động, quá xa, nàng không xen vào, cũng không có lớn năng lực, nhưng ở trước mắt, nàng liền phải quản, nếu không có lỗi với nàng trưởng trấn thân phận, cũng có lỗi với lương tâm của mình. Lúc này Liễu Phán Nhi chỉ là muốn trợ giúp quách nương tử, còn không biết quách nương tử tương lai sẽ trở thành nàng 10 phần trọng yếu phụ tá đắc lực, bọn nhỏ cũng bởi vì chuyện này, cảm xúc rất sâu. Lý Đại Bảo càng thêm cố gắng luyện võ, tương lai bảo hộ tỷ tỷ muội muội. Lý Tiểu Bảo đọc sách càng thêm cố gắng, tương lai thi đậu công danh, tranh thủ làm quan tốt, thay đổi phụ nữ trẻ em địa vị. Trong nhà nữ hài nhi, bình thường luyện võ thời điểm, cảm thấy mệt mỏi, luôn luôn lười biếng, nhưng bây giờ sẽ không, đêm hôm khuya khoắt trong sân đứng trung bình tấn. Cầu người không cầu mình, mình khí lực lớn, có võ công, nam nhân lại động thủ, tiên hạ thủ vi cường đánh trước phá nam nhân đầu chó, toàn bộ các tường thôn, nam nữ già trẻ sau khi về nhà, trong lòng buồn bã, nhất là những cái kia bình thường người đối diện bên trong nàng dâu hùng hùng hổ hổ, có đôi khi sẽ còn động thủ đánh mấy lần nam nhân, lúc này tay chân sợ hãi, dù cho thói quen mà thôi, giơ tay lên, nhưng nghĩ đến bị đánh cho rất thảm triệu ngọc thụ, lập tức lại ngoan ngoãn thả tay xuống. Các nữ nhân cũng từ chuyện lần này, đạt được gợi ý, chỉ cần nam nhân động thủ, lập tức kêu khóc muốn tìm Đức Thụy Phu Nhân làm chủ. Muốn dùng vũ lực đùa nghịch uy phong nam nhân, lập tức sợ. Nguyên bản bị kinh bỉ nàng dâu nhóm, địa vị cũng lặng yên thay đổi, trúc trong rạp, rất nhiều người cùng Triệu Ngọc Thụ một nhà bỏ qua một bên quan hệ. Dù cho Triệu Ngọc Thụ cùng Triệu Lão Thái không ngừng rú thảm, nhưng cũng không ai vấn an, lại không người hỗ trợ, Triệu Lão đầu đè thấp làm tiểu cùng người khác mượn thuốc, cho thê tử cùng nhi tử Triệu Ngọc Thụ thoa lên vừa rồi mượn thuốc thời điểm, có bao nhiêu khuất nhục, hiện tại hắn trong lòng có bao nhiêu hận, triệu ngọc thụ ngủ không được, cái mông đau đến khó chịu, cha, cái này các cường trấn chúng ta không tiếp tục chờ được nữa, triệu lão thái miệng sưng, nói không ra lời, chỉ có thể ô ô khóc, triệu lão đầu phiền chán, ngươi đang khóc, đem thuốc khóc rơi, ta có thể mượn không đến thuốc, triệu lão thái nghe nói như thế, dọa đến không dám khóc, trong lòng kìm nén đến khó chịu, trên mặt đau đến toàn tâm thế nhưng là không ở lại các tường thôn, chúng ta còn có thể đi đâu đây? Triệu lão đầu nhíu mày, có chút thất vọng nhìn về phía nghi tử, chúng ta bạc đều tiêu hết, quách thị kiếm bạc, bị ngươi cầm đi cược, coi như chúng ta nghĩ trở lại tầm dương phủ lưu dân điểm an trí, trên đường cũng phải dùng tiền. Ta và ngươi nương đã có tuổi đi không được, ngươi cũng thụ thương, còn phải thuê xe, triệu ngọc thụ suy tư một lát, mắt lộ âm tàn, cha, ta hiện tại không thể động, Sang năm ngươi liền đi tìm Quách thị Đàm. Ta cùng với nàng Hòa Ly, hài tử không cho nàng, nàng tất nhiên sẽ tranh thủ, đến lúc đó ngươi liền có thể ra giá trên trời." Triệu lão đầu ánh mắt sáng lên, chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay Liễu Phán Nghi tàn nhẫn, trong lòng còn có khiếp đảm, cũng đừng rao giá trên trời, liền 10 lượng bạc, tốn 3 lượng bạc thuê xe, là có thể đem chúng ta đưa đến Tầm Dương phủ. Chờ các ngươi chữa khỏi vết thương, quan phủ còn phát bạc cho chúng ta, chúng ta về nhà. Bất kể nói thế nào, quê quán bên kia còn có trên trăm mẫu đất đâu, ngay tại chỗ còn có thế không lo ăn uống, nhưng so sánh lưu lạc tha hương tốt hơn nhiều. Triệu Ngọc thụ nhíu mày, "Cha, ngươi cũng quá nhát gan, vạn nhất ta cũng bị đánh, chúng ta cái này toàn gia nhưng làm sao bây giờ?" Triệu lão đầu lòng còn sợ hãi, không dám ngông cuồng, "Ngọc thụ, ngươi đừng tức giận, chúng ta hiện tại đè thấp làm tiểu, đợi đến tầm Dương phủ, hoặc là đến quê quán" Chúng ta đem liễu phán nghi cùng lý nguyên thanh lại thành thân sự tình, cùng lý lão đầu nói, đến lúc đó, khi lý gia đôi kia lão phu thê, tất nhiên sẽ tìm phiền phức. Mượn dùng người khác, cho chúng ta xuất khí, còn an toàn, chương 308, lòng tham không đáy, triệu ngọc thụ nghĩ nghĩ, sau đó còn nói, cha, nhiều yếu điểm bạc. Không chỉ có muốn cùng quách thị muốn, nàng sẽ nghĩ biện pháp trù tiền, coi như liễu phán nghi không hài lòng, nhưng nàng cũng không thể chơi chết chúng ta còn có lý anh nương vụng trộn giấu ở ba quả phụ trong nhà ngươi cũng đi muốn bạc các nàng không trả tiền liền đem chuyện này nói cho lý lão đầu cùng lý lão đầu triệu lão đầu ánh mắt sáng lên cảm thấy nghi tử thông minh ý kiến hay cha kia ba quả phụ thông minh ngươi chớ cùng ba quả phụ muốn ngươi nhìn thấy lý anh nương lạc đàn thời điểm hù dọa lý anh nương cùng lý anh nương tên ngu xuẩn kia muốn triệu ngọc thụ nhắc nhở lo lắng cha phương pháp không đúng biến khéo thành vụng triệu lão đầu liên tục gật đầu ta hiểu được ba quả phụ lợi hại chỉ có nàng chiếm tiện nghi người khác phần làm sao có thể để người khác chiếm nàng tiện nghi lý anh nương liền không giống lại xuẩn vừa nát lo lắng nhất bị cha nàng nương tìm tới ta mở miệng tuyệt đối có thế muốn tới bạc người một nhà thương lượng xong về sau con đường lúc này mới chìm vào giấc ngủ lúc đầu đầu năm mùng một muốn đi qua nhưng nghĩ đến hôm nay rất nhiều người đi liễu phán nghi nhà chúc tết triệu lão đầu cảm thấy hiện tại đi qua cũng không phải là cơ hội tốt, triệu lão đầu ăn trong nhà cháo loãng, chịu đựng đói, đợi đến ngày mồng 2 Tết lại đi, đầu năm mùng 1, tới nhà chúc Tết đại nhân tiểu hài rất nhiều, trên mặt bàn đặt vào đường cùng bánh ngọt, còn có xào kỹ hạt dễ chờ mấy dạng hoa quả khô, tiểu hài tử tới chúc Tết thời điểm, không chỉ có thể đạt được thích ăn đường cùng hoa quả khô, liễu phán nhi sẽ cho mỗi cái tiểu hài một cái tiểu hồng bao, bên trong bên trên 6 cái mới tinh đồng tiền bởi vậy đến liễu phán nhi bên này chúc tết tiểu hài tử đặc biệt nhiều sẽ còn cho liễu phán nhi dập đầu nói các tường lời nói liễu phán nhi nhìn xem những cái này hoặc bác hiếu động hài tử cũng thích vô cùng về sau liễu phán nhi mang theo trong nhà hài tử đi cho trong làng trưởng bối chúc tết dập đầu trước hết nhất đi chính là sát vách lý thôn trưởng nhà lý thái nải nải tuổi tác đã cao mà lại bối phận cũng là trong thôn cao nhất lý thôn trưởng năm nay trong nhà kiếm không ít tiền trên mặt bàn cũng bày đầy đường cùng hoa quả khô nhao nhau hướng lý đại bảo lý tiểu bảo lý nam trong túi trang không chỉ có như thế còn cho liễu phán nhi nhà sáu đứa bé chuẩn bị hồng bao mỗi cái hồng bao bên trong mười văn tiền sáng trong vắt trong vắt mới đồng tiền lớn liễu phán nhi cho ra đi hồng bao nhiều thu hồi lại cũng không ít những cái này tiền mừng tuổi liễu phán nhi cùng lưu thị đều không có từ hài tử trong tay muốn đi qua toàn bộ lưu cho bọn hắn mình tích lũy lên một ngày này trôi qua náo nhiệt vui mừng hớn hở nhưng trừ triệu lão đầu một nhà triệu lão đầu đứng tại cổng hầm hừ nhà khác trong nồi đều tung bay mùi thịt nhà bọn hắn trong nồi chỉ có thô lương cháo hơn nữa còn là hiếm triệu lão đầu trước kia nuông chiều nhi tử cảm thấy nhi tử vung tay quá tráng biết xài tiền về sau liền sẽ kiếm tiền nhưng bây giờ không ăn không uống về sau triệu lão đầu trong lòng bắt đầu đối với nhi tử cũng nhiều mấy phần oán trách triệu ngọc thụ nhìn xem thô lương cháo càng là phiền chán cha cuối năm ngươi cũng làm điểm ăn ngon nha triệu lão đầu không cao hứng nói ta cũng muốn ăn đồ ăn ngon thế nhưng là tiền đâu đều bị ngươi thu quan ta đi đâu chuẩn bị cho tốt ăn cho ngươi dù sao nhà chúng ta về sau sẽ có tiền ngươi có thể hỏi những người khác mượn hỏi những người khác muốn cuối năm bọn hắn tổng không tiện cự tuyệt chúng ta đi triệu ngọc thụ nghe mùi thịt nuốt nước miếng hắn nằm lì ở trên giường không thể động liền trông cậy vào cha mẹ ra ngoài làm ăn chút gì triệu lão đầu nghe nói như thế thở dài một tiếng ngươi cũng đã biết hôm qua vì cho ngươi mượn thuốc ta đều muốn cho những người kia quỳ xuống năm đó đều là nịnh bợ chúng ta nghèo kiết hủ lậu hiện tại cũng leo đến trên đầu chúng ta thô lương cháo mặc dù không thể ăn nhưng ăn liền không đói chết ta cũng không muốn bị người làm nhục triệu ngọc thụ không thể làm gì đành phải vẽ mặt đau khổ uống vào thô lương cháo thật vất vả qua đầu năm mùng một đến ngày mùng hai tết triệu lão đầu không kịp chờ đợi tới cửa lưu thị nhìn thấy triệu lão đầu không cao hứng hỏi quách nương tử bị các ngươi đánh bệnh nặng hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi các ngươi hiện tại lại dám tới cửa vậy được mau đem năm lượng bạc tiền thuốc men cho chúng ta triệu lão đầu nếu là có năm lượng bạc có thế giống như bây giờ lúng túng sao triệu lão đầu nhìn trái phải mà nói hắn nhà chúng ta nếu không lên dạng này con dâu không hiền bất hiếu hơn nữa còn sinh không được hài tử đây là muốn đoạn mất chúng ta triệu gia cây, nhi tử ta chuẩn bị đừng quách thị, chẳng qua tiểu nhã là chúng ta triệu gia hài tử, chúng ta về nhà, muốn dẫn ở bên người, lưu thị nghe nói như thế, mắt trợn trắng lật trong mắt đen lấy đều nhìn không thấy, từ trong lỗ mũi hừ ra đến nộ khí, lời nói dễ nghe, không bỏ xuống được tiểu nhã. Các ngươi là chuẩn bị bán tiểu nhã đi, dạng này các ngươi chuyển tay liền có bạc, triệu lão đầu kiên quyết không thừa nhận, lưu nương tử, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người lý lão đầu lý lão thái có thể làm được đến sự tình ta có thể làm không ra nhà ngươi có bút mực hỗ trợ viết phong viết thư quách thị liền tự do về sau còn có thể cho đức thụy phu nhân làm việc thế nhưng là chúng ta triệu gia tôn nữ ta nhất định phải mang đi coi như bẩm báo huyện nha ta cũng là có lý nghe được lưu thị cùng triệu lão đầu trong nhà rất nhiều người vây quanh liễu phán nghi lạnh lùng nhìn về phía triệu lão đầu cái này người cùng lý lão đầu không có gì khác biệt ngươi qua đây không phải liền là muốn dùng tôn nữ của ngươi từ cô nương tử trên thân ép ra tới bạc sao. Tại sát vách phòng bên cạnh quách nương tử ôm thật chặt ở nữ nhi triệu tiểu nhã, lo lắng nữ nhi bị cướp đi, triệu tiểu nhã cũng run lẩy bẩy, mười phần sợ hãi, chu thúy hoa tới thông cửa, vừa hay nhìn thấy một màn này, tức hỗn hển đi đến triệu lão đầu trước mặt, người đang làm, trời đang nhìn. Ngay cả mình hậu thế đều bán, không có kết cục tốt, không tin, ngươi liền thử nhìn một chút, Chu Thúy Hoa cuộc đời hận nhất chính là loại này bán nhi bán nữ người, triệu lão đầu nếu là thật dám làm như vậy, để bọn hắn rời đi các tường thôn thời điểm, ở nửa đường bên trên, bộ bao tải, đánh bọn hắn dừng lại. Nguyên bản triệu lão đầu muốn 20 lượng bạc, nhưng ở đám người nhìn hầm hầm phía dưới, bị dọa đến khiếp đảm, không dám công phu sư tử ngoạn, triệu lão đầu ha ha cười nói, chúng ta không bán tôn nữ, quách thị nếu là muốn đem nữ nhi giữ ở bên người, nhất định phải cho chúng ta 10 lượng bạc trước đó Đức Thụy Phu Nhân, vì A Phương cùng A Lệ, cũng là làm như vậy, Liễu Phán Nhi nhẹ gật đầu, 10 lượng bạc có thể, chẳng qua ta bên này có hai điểm yêu cầu, thứ nhất, Quách Nương Tử luôn luôn cần cù, trong thôn có phần bị khen ngợi, chưa từng có sai, liền không thể bị bỏ, mà là hòa ly, thứ hai, đã các ngươi tán thành ta trước đó phương thức làm việc, cầm bạc, liền ký một bản đoạn thân sách, về sau cùng nhà các ngươi không có bất cứ quan hệ nào triệu lão đầu muốn mau sớm cầm tới bạc sớm một chút rời đi nơi này được ta đều đáp ứng liễu phán nhi đến thư phòng nhanh chóng viết hai phần hòa ly sách cùng hai phần đoạn thân sách quách nương tử biết chữ cũng sẽ viết chữ không chút do dự ký hòa ly sách cùng đoạn thân sách đồng thời theo thủ ấn triệu lão đầu phản phất lo lắng quách nương tử cùng liễu phán nhi đổi ý cũng theo thủ ấn đồng ý rất nhiều thôn dân làm chứng in dấu tay về sau đây chính là nhân chứng vật chứng Triệu lão đầu mừng thất khởi cầm bạc đi, có cái này 10 lượng bạc, đầy đủ trở lại tầm dương phủ, còn có còn thừa, tăng thêm quan phủ cho bạc, trên đường đi cũng có thế trôi qua thoải mái một điểm, trở lại quê quán, quan phủ phát hạt giống, trong nhà kia trên trăm mẫu đất lại có thể trồng lên, triệu lão đầu hành vi, bị tất cả mọi người thống hận, nhìn không được thoá mạ, liễu phán nhi lạnh lùng nhìn về phía triệu lão đầu rời đi bóng lưng, bạc của nàng cũng không phải dễ nắm như thế chỉ là nàng còn không có động thủ, có người nhịn không được, mà lại xuống tay ác hơn. Chương 309, vô lại gặp được ngoan nhân, triệu lão đầu được bạc, lúc này liền mua hủ tiếu thịt cá, bắt đầu nấu cơm, chính gặp ăn Tết, coi như đến huyện thành cũng không tốt thuê xe, sớm nhất cũng phải đợi đến đầu năm sáu, các tường trấn bên trên mới có xe bò, có tiền, có ăn, triệu lão đầu cũng cảm thấy nghi tử trước đó chủ ý không sai, chuẩn bị từ lý anh nương nơi đó kiếm tiền, hắn mỗi ngày tại thị trấn bên trên đi dạo có đôi khi sẽ còn đi quán rượu ngồi một chút mỗi lần nhìn thấy lý anh nương triệu lão đầu liền nghĩ tìm cơ hội bắt chẹt lý anh nương ba quả phụ ánh mắt rất dễ sử dụng nhìn ra triệu lão đầu không thích hợp cái này triệu lão đầu muốn rời khỏi các tường thôn trong tay có chút bạc còn không phải tiết kiệm một chút hoa a à. thế nhưng là triệu lão đầu thế mà còn có tiền nhàn rỗi tới đây uống rượu hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào lý anh nương nhìn lý anh nương dáng dấp lại không tốt nhìn mà lại cùng triệu lão đầu cũng không có giao tập ba quả phụ càng nghĩ rất nhanh minh bạch cái này triệu lão đầu khả năng muốn nhân cơ hội hù dọa bắt chẹt lý anh nương thế là nàng cố ý tìm cơ hội để lý anh nương ra tới mua thức ăn nghiệm chứng suy đoán có phải là thật hay không triệu lão đầu rốt cuộc tìm được cơ hội đi theo lý anh nương cười đến không có lòng tốt nhỏ giọng nói anh nương chúng ta lập tức trở lại tầm dương phủ ngươi có lời gì muốn mang hộ cho ngươi cha mẹ sao lý anh nương hiện tại vượt qua ngày tháng bình an mỗi ngày đều rất vui vẻ hiện tại đã quên cha mẹ lúc này đột nhiên nghe được triệu lão đầu nói như vậy lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch ngươi ta không có lời nói mang hộ cho ta cha mẹ nói xong lời này lý anh nương đi mau mấy bước nghĩ hất ra triệu lão đầu triệu lão đầu cười khẽ dừng lại ta có lời nói với ngươi ngươi lại đi ta đến tầm dương phủ liền cùng cha ngươi nương nói ngươi tại các tường trấn gả cho nơi đó kẻ có tiền được sống cuộc sống tốt lý anh nương quay đầu căm hận nhìn về phía triệu lão đầu ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi vì cái gì đối với ta như vậy ngươi có cừu báo cừu đi tìm ngươi cừu nhân đi triệu lão đầu nhìn thấy lý anh nương dừng lại cảm thấy có thể lấy được bạc ta ngược lại là muốn báo thù nhưng có tự mình hiểu lấy đức thụy phu nhân lợi hại như vậy ta báo không được ta tới tìm ngươi, không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta nghe nói ngươi tam ca chuẩn bị cho ngươi hai mươi lượng làm bằng bạc đồ cưới, vì ngươi về sau có thế vượt qua sống yên ổn thời gian, ngươi đem kia hai mươi lượng bạc cho ta, ta liền cho ngươi giữ bí mật. Ta đến tầm dương phủ, cũng tuyệt đối không cùng cha ngươi nương nói, hai mươi lượng bạc. Lý Anh Nương kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, đã không phải là vừa rồi dọa đến sắc mặt trắng bệch, bạc của ta đều tại ta bà bà nơi đó ta không có nhiều như vậy không có khả năng hai mươi lượng bạc nhất định trong tay ngươi triệu lão đầu thâm trầm uy hiếp ta mặc kệ ngươi như thế nào dù sao ta tết mùng sáu trời đi ngươi nếu là không cho ta hai mươi lượng bạc ta đến tầm dương phủ liền nói cho ngươi biết cha mẹ ngươi ở đây thịt cá bọn hắn đang ăn khang nuốt đồ ăn cha mẹ ngươi tựa như hút máu con đĩa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua nói xong triệu lão đầu ánh mắt âm tàn quay người rời đi, Lý Anh Nương mất hồn mất vía, cũng không lo được mua thức ăn, lão đảo trở về, nàng trong đầu đều là cha mẹ đi tìm đến về sau, công phu sư tử ngoạm cùng chu gia muốn lễ hỏi, sau đó chu gia không nguyện ý, liền đem nàng cho đừng, nàng lại bị cha nàng nương bán đến kỹ viện bên trong, sống không bằng chết, lớn trời lạnh, Lý Anh Nương trên trán ra một tầng mồ hôi, ba quả phụ thấy thế, lập tức lôi kéo Lý Anh Nương trở về phòng, cầm khăn mặt cho Lý Anh Nương lau mồ hôi, Anh Nương, ngươi đây là làm sao rồi? Lý Anh Nương nghĩ đến triệu lão đầu uy hiếp, cũng không dám để ba quả phụ biết nàng chuẩn bị dùng tiền xong việc. Khi hai mươi lượng áp đáy hòm bạc, nếu là bị Chu gia biết, nhất định sẽ sinh khí, không, không. Lý Anh Nương tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu, ba quả phụ giống như cười mà không phải cười, vừa mới ta nhìn thấy triệu lão đầu đi theo phía sau ngươi, hắn có phải là uy hiếp ngươi rồi, để ngươi cho bạc, Bằng không bọn hắn trở lại Tầm Dương phủ về sau liền nói cho ngươi biết cha mẹ, ngươi ở đây sinh hoạt, lo lắng bất an lý anh nương nghe nói như thế, trợn mắt khóc mồm, không dám tin nhìn về phía ba quả phụ, "Mẹ, ngươi làm sao ngươi biết?" "Ngươi nghe được rồi." Ba quả phụ trừng lý anh nương một chút, không cao hứng nói, "Trước đó ta liền nói cho ngươi, có chuyện ngươi đừng giấu giếm ta, muốn cùng ta thương lượng, thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, bị người bắt chẹt, thế mà còn muốn giấu giếm ta?" ngươi dạng này, sớm tối bị người khi dễ chết. Lý Anh Nương nghe được ba quả phụ, mặt lộ vẻ xấu hổ, ta, Nương, ngươi đừng nóng giận, ta là sợ ta cái kia không có nhân tính cha mẹ biết ta ở đây trôi qua tốt, tới quấy rối, đến lúc đó còn phải cho ngươi cùng nhà chồng gây phiền toái. Chỉ cần bạc có thể giải quyết, ta liền không nghĩ làm phiền ngươi, ba quả phụ hừ một tiếng, ngươi chính là đần, kia triệu ngọc thụ bị liễu phán nghi hạ lệnh đánh cho thảm như vậy, Đợi đến bọn hắn nhìn thấy ngươi cha mẹ, nhất định sẽ nói ngươi tam ca cùng Liễu Phán Nghi lại thành thân, tất nhiên sẽ đến quấy rối. Ngươi coi như cho bọn hắn bạc, coi như bọn hắn không nói ngươi, cha mẹ ngươi đến, tự nhiên cũng biết ngươi ở ta nơi này, còn gả cho người. Ngươi hoa bạc, một chút tác dụng cũng không có. Lý Anh nương mắt trợn tròn, kia vậy làm sao bây giờ? Nương, ngươi nhưng phải mau cứu ta. Ba, ba quả phụ cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, mấy ngày nay ngươi cũng không cần ra khỏi nhà, triệu lão đầu cũng không tốt xong đi vào hỏi ngươi đòi tiền. Về phần xử lý như thế nào, không cần ngươi lo lắng, ta và ngươi cha chồng cùng nam nhân thương lượng, Lý Anh Nương biết mình đần, không có biện pháp tốt. Hiện tại đã bà bà nói như vậy, liền nghe bà bà, tạ ơn, nương, về sau ta đều nghe nương, ba quả phụ biết Lý Anh Nương dạng này người, gặp được sự tình, nên phạm xuẩn thời điểm, vẫn là sẽ phạm xuẩn, nàng chỉ có thể nhiều nhìn chăm chăm. Lý Anh Nương đời này duy nhất làm được thông minh sự tình, đoán chừng chính là từ thoát đi cha nàng Nương, đáp ứng ba quả phụ điều kiện, được, chuyện này giao cho ta. Ba quả phụ đáp ứng, trấn an Lý Anh Nương, ba quả phụ tìm tới trượng phu chu lão đầu, chuyện này, có hơi phiền toái, chúng ta mới được sống cuộc sống tốt, bọn hắn nếu là đến náo, mặc dù không thể để cho chúng ta thương cân động cốt, nhưng cũng sẽ mang đến phiền phức. Chủ nhà, người bên này có ý kiến hay sao? chu lão đầu cười cười hạ giọng ta chỗ này ngược lại là có biện pháp nhưng liền sợ ngươi không dám dùng a à, biện pháp gì ba quả phụ thấy thế trong lòng không hiểu bối rối bọn hắn là đáng ghét nhưng chúng ta không thể giết người dính dáng đến nhân mạng kiện cáo coi như quan phủ không bắt chúng ta cái này trong lòng cũng cả một đời không nở a à. chu lão đầu thấy ba quả phụ cẩn thận ngượng ngùng cười cười ta thế nhưng là tuân theo luật pháp lão bách tính làm sao lại giết người đâu chỉ là đâu, ta từng tại Tây Sơn Mỏ Bạc làm việc, nơi đó lâu dài nhận người, nhưng có đôi khi cũng sẽ làm một chút không thể gặp hoạt động. Bắt đi một chút lưu dân đi vào làm việc, cả một đời không thể đi ra, ba quả phụ nghe nói như thế, một trận hải hùng khiếp vía, đó không phải là bọn buôn người sao, Chu lão đầu đáy mắt chỗ sâu, lộ ra âm tàn, cái này triệu lão đầu một nhà ba người cô đơn lên đường, hơn nữa còn bị tộc nhân đuổi ra tông tộc, dạng này ti tiện người, bị bán vào Tây Sơn Mỏ Bạc, cũng là trừng phạt đúng tội, chương 310, báo ứng xác đáng, không đáng, ba quả phụ ngẫm lại, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, không nghĩ Lý Anh Nương bị uy hiếp, làm như vậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng ba quả phụ còn lo lắng, chủ nhà, thật có thể lặng yên không một tiếng động làm tới mỏ bên trong, đương nhiên có thế, ngươi cũng đừng không dám, ba người này đắc tội đức thụy phu nhân, coi như về sau có người phát hiện bọn hắn không gặp, cũng sẽ không có người hoài nghi là nhà ta làm, lại nói, cho dù có người phát hiện bọn hắn mất tích, nhưng cũng không ai truy tra tung tích của bọn hắn, dạng này người, dễ dàng nhất xuống tay, chu lão đầu mê hoặc, mặc dù hai cái già cùng một cái tuổi trẻ, nhưng cả đời không ra cái chủng loại kia khế ước, lần này có thế kiếm 60 lượng bạc, đây chính là một cái tốt đẹp kiếm tiền cơ hội, hắn không nghĩ bỏ qua, ba quả phụ trong lòng một điểm cuối cùng do dự cũng không có, vậy được, ngươi đi thu xếp, thủ đoạn nhất định phải lưu loát điểm, đừng lộ tẩy. đương nhiên, chuyện như vậy cũng không thể lại làm. nếu để cho Liễu Phán Nhi biết được ngươi buôn bán thị trấn bên trên người, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Lão đầu ngựa ngùng cười cười, ông lấy ba quả phụ, ta có thật tốt thời gian, làm sao lại mạo hiểm làm ẩu đâu? yên tâm đi, ta không hồ đồ, dù sao có nhà có miệng, cái này cả một nhà đâu ba quả phụ hơi yên tâm vậy là tốt rồi ngươi là người thông minh cũng đừng làm những cái kia làm điều phi pháp sự tình ngươi không có cùng liễu phán nghi chung đụng nữ nhân kia nhưng khôn khéo chạy nạn trên đường lòng cảnh giác rất mạnh chúng ta chính là đi theo nàng một đường lại tới đây định cư liền quan phủ người cũng nghe nàng nàng thật muốn ra có lẽ không động đậy những cái kia phía trên đại nhân vật nhưng phía dưới tiểu lâu la sẽ chết rất thảm chu lão đầu liên tiếp cam đoan mới khiến cho ba quả phụ tin tưởng hắn thật sẽ không làm ẩu từ ngày này lên triệu lão đầu thường xuyên nhìn chằm chằm lý anh nương nhưng lý anh nương trốn ở quán rượu đằng sau không ra cái này nhất đẳng liền đến đầu năm ban đêm triệu lão đầu như cũ không có chờ đến lý anh nương bắt chẹt hành động thất bại trước đó toàn bộ không làm nên chuyện gì chỉ có thể coi như thôi trong lòng của hắn thầm hận đến tầm dương phủ nhất định phải nói cho lý lão đầu mùng sáu các tường trấn bên trên rốt cục có xe bò chạy tới huyện thành, chỉ là hôm nay đánh xe, cùng năm trước đánh xe người không giống, Triệu lão đầu hiện tại trong tay chỉ để lại 8 lượng bạc, tiếp tục lưu lại bên này cũng là lãng phí tiền, còn không bằng sớm một chút trở lại Tầm Dương phủ bên kia, tối thiểu nhất mỗi ngày còn có miễn phí cháo ăn, một nhà ba người thuê mướn một cỗ xe bò, chỉ là đến trên nửa đường xe bò hư mất, một nhà ba người đành phải xuống xe ngựa, hướng huyện thành đi, đi mấy dặm đường Triệu Ngọc Thụ cái mông quá đau, đau đến đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể ngồi tại ven đường nghỉ ngơi. May mắn là, có người đuổi xe bò, trên xe đặt vào mấy cái cái túi, Triệu Lão đầu nói hết lời, cho bạc, bên trên chiếc này xe bò, để người này đưa bọn hắn đi huyện thành. Bọn hắn vừa mệt vừa đói, có chút mơ hồ, trên ngựa sóc nảy bên trong, thế mà mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, đợi đến tỉnh lại lần nữa, bốn phía đen nhánh, còn có ồn ào thanh âm, roi da thanh âm triệu lão đầu cùng tôn ngọc thụ mắt trợn tròn cái này không phải huyện thành phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn gặp được bọn buôn người bị bán đến tiếp sau nhận biết để bọn hắn càng thêm sụp đổ bọn buôn người nhiều lắm là bán mình làm nô nhưng bọn hắn là bị làm tiếng mỏ bên trong hơn nữa còn là cả một đời ra không được triệu lão đầu tại chỗ sụp đổ trúng gió không thể làm sống lãng phí nơi này bạc trực tiếp bị ném vào người chết hố tự sinh tự diệt triệu lão thái bình thường tại trượng phu trước mặt khúng núng vào lúc này thế mà không có sụp đổ phụ trách cho nấu cơm sống tạm xuống tới triệu ngọc thụ mỗi ngày làm khổ lực cắn răng kiên trì chèo chống hắn sống sót động lực chính là cừu hận hắn muốn báo thù triệu ngọc thụ bởi vì biết chữ biết tính sổ hơn nữa còn sẽ vuốt môn ngựa dần dần không còn làm khổ lực mà là phụ trách ghi chép nhưng vẫn cũ không có tự do không thể ra vào đang từ từ chịu khổ đối với đây hết thảy, Liễu Phán Nhi chỉ là biết Triệu Ngọc Thụ người một nhà thuê xe bò rời đi. Nàng hỏi Quách Nương Tử, Quách Nương Tử, kia mười lượng bạc, ngươi muốn cướp trở về sao? Quách Nương Tử liền vội vàng lắc đầu, phu nhân, không cần đoạt, kỳ thật dùng mười lượng bạc cùng người nhà kia kết thúc, ta đã rất hài lòng. Mặc kệ là chúng ta dân chúng bình thường, vẫn là phu nhân ngài, đều không cần bởi vì như vậy nát người, lưu lại tì vết. Không đáng, thật không đáng, Liễu Phán Nhi cười khẽ, ngươi ngược lại là thông thấu, vậy được, liền không truy cứu. Thật tốt dưỡng thương, chờ tốt, đừng đi tác phường làm việc, quách nương tử sững sờ, mặt lộ vẻ khẩn trương, phu nhân, ngài không để ta tại nhiễm vải tác phường làm việc, là ta làm được không tốt sao, liễu phán nhi lắc đầu, cho quách nương tử khẳng định, không phải, ngươi làm được rất tốt, nhưng ta có càng trọng yếu hơn sự tình thu xếp ngươi làm, ngươi biết chữ, mà lại cũng sẽ toán thuật, đợi đến học đường đắp kính về sau, Ngươi trước cho trong thôn hài đồng vỡ lòng mặc kệ nam nữ 6 tuổi đến 12 tuổi nhất định phải đến biết chữ đến lúc đó cho ngươi tiền công dựa theo phu tử cho a à. quách nương tử sững sờ không dám tin phu nhân ngươi để ta làm phu tử liễu phán nghi nhẹ gật đầu đúng vậy a à. chính là giáo trong thôn hài tử học chữ nếu như là đọc sách hạt giống muốn tiến một bước khảo công tên ta lại mời một cái tú tài đến học đường dạy học ngươi chuyên môn cho bọn nhỏ vỡ lòng. Quách nương tử nghe nói như thế, đặc biệt cao hứng, phu nhân, ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt. Cha ta là tú tài, ta từ nhỏ theo cha ta đọc sách, cha ta nói, ta đọc sách so ca ca ta còn lợi hại hơn, ta nếu là nam tử, cũng có thể thi đậu công danh. Liễu phán nhi càng cao hứng hơn để quách nương tử tại học đường giáo hài tử, tốt, giao cho ngươi, ta yên tâm. Đúng, quách nương tử, phụ mẫu không tại, ngươi ca ca đâu? Quách nương tử trả lời, ca ca ta đi theo chúng ta Ngọc Dương phủ một cái thi đậu tiến sĩ đại nhân, ra ngoài làm quan, khi hắn sư gia, trước kia đều là ca ca viết thư cho ta, bây giờ trong nhà gây tai họa, cũng không biết ca ca có thể hay không tìm ta. Liễu phán nghi nghe nói như thế, cười hỏi, ngươi biết ngươi ca ca địa chỉ sao? Quách nương tử gật đầu, biết, liễu phán nghi nghĩ nghĩ, như vậy đi, ngươi viết phong thư, chờ ta bên này thu thập xong, ta để người đi tây bắc bên kia đưa đi, thuận tiện giúp ngươi đem tin cũng gửi đi qua, ngươi cùng tiểu nhã ở chỗ này an thân ngủ lại, cũng phải cấp ngươi thân nhân duy nhất đưa cái tin. Tuy nói núi cao đường xa, gặp mặt rất khó, nhưng biết lẫn nhau ở nơi nào, chung quy có thể yên tâm chút, quách nương tử nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức phu nhân, tự tin bạc, ta mượn trước. Về sau ta kiếm được tiền gấp bội trả lại phu nhân, liễu phán nhi cự tuyệt, không cần gấp bội trả ta, dựa theo giá gốc cho ta là được dù sao ngươi sẽ một mực lưu tại các tường thôn ta cũng không lo lắng ngươi không trả tiền lại an tâm dưỡng thương ngươi cùng tiểu nhã thật tốt sinh hoạt ta cho ngươi cam đoan về sau tuyệt đối có thế trôi qua tốt quách nương tử cười đặc biệt vui vẻ từ tết mùng bốn trời trong về sau thời tiết dần dần biến ấm bùn đất cũng biến thành ướt át đóng băng vết tích cũng dần dần biến mất qua tết nguyên tiêu phương nam trở nên thật ấm áp Vương thợ một cùng tuần thợ một đi theo lưu huyện lệnh cùng đi đến các tường thôn. Liễu phán nhi năm ngoái thuê người khai hoang, trước đó còn mua mấy chục mẫu khai hoang thổ địa. Lưu huyện lệnh tới, hỏi liễu phán nhi, đức thụy phu nhân, hiện tại trong đất đã không lên đông lạnh, có thể đi kiểm tra đo lường lưỡi cày hiệu quả sao? Chương 311, đất cày thần khí, lưỡi cày, liễu phán nhi nhẹ gật đầu, kêu lên thuê trường công, chuẩn bị cày bừa vụ xuân, đã lưu đại nhân đến, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đến trong ruộng nhìn xem liễu phán nhi cười nói nàng đối lưỡi cày hiệu quả vô cùng tin tưởng không chỉ có chuyển biến dễ dàng hơn nữa còn có thể điều tiết cày đầu sâu cạn lưu huyện lệnh cũng phi thường chờ mong nếu như hiệu quả tốt hắn liền có thể đem mặt khác hai cái mới lưỡi cày mang đến kinh thành kinh thành là tại phương bắc cày bừa vụ xuân so phương nam muộn đến lúc đó bệ hạ dùng dạng này cày sắt càng dùng ít sức càng tiết kiệm tiền tất nhiên sẽ phi thường cao hứng hắn cái này đem lưỡi cày trình đi lên huyện lệnh năm nay chiến tích không cần sầu am hiểu nhất trồng trọc lý đại sơn cùng trong thôn một chút người cũng đi theo nếu như lưỡi cày dùng tốt bọn hắn cũng đem trong nhà cày sắt đổi một chút mênh mông cuồn cuộn rất nhiều người đi theo liễu phán nhi cùng lưu đại nhân sau lưng đi vào đồng ruộng trường công tại lão hoàng ngưu trên thân mặt lên lưỡi cày tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu đất cày lão hoàng ngưu ở phía trước lôi kéo dây thừng trường công ở phía sau viện cày sắt, trưởng khống phương hướng. Lão Hoàng Ngưu cũng không có phí bao nhiêu lực khí liền có thể lôi kéo cày sắt, nhanh chóng đi lên phía trước, đằng sau viện lưỡi cày trường công, phi thường chấn kinh, hắn cũng không có ra bao lớn lực, liền có thể trưởng khống phương hướng. Nếu như là dạng này đất cày phương thức, một ngày có thế đất cày mười mấy mẫu, không đáng kể, đi đến rẽ ngoặt địa phương, lão Hoàng Ngưu cũng không nghe thấy dừng lại thanh âm, giống như là phi thường có linh tính đồng dạng, tự hành chuyển biến, người phía sau khống chế phương hướng, thế mà cũng phi thường nhẹ nhàng dùng ít sức chuyển biến, không hề giống trước đó đất cày thời điểm còn muốn dừng lại, hai người hợp lực khả năng quay tới công, không chỉ có như thế, cái này lưỡi cày còn có một cái cực kỳ tốt tác dụng, đất cày về sau tiện thể lấy đem miếng đất đập nát, một lần liền có thể làm hai loại sống, đề cao thật lớn hiệu suất, hiệu quả như vậy, để tất cả mọi người có chút mừng rỡ. Lý Đại Sơn không kịp chờ đợi từ trường công trong tay đoạt tới, viện lưỡi cày tự mình cảm thụ. Lý Đại Sơn phi thường kinh hỉ, lớn tiếng nói, phi thường chịu khó, phi thường dùng ít sức. Lý Đại Sơn viện lưỡi cày, cày tầm vài vòng địa, vẫn không nở buông ra. Lý Thôn Trưởng đã sớm tại bên cạnh gấp, quả thực là từ Lý Đại Sơn trong tay đoạt tới cày sắt, đến một khối mới trong đất tiếp tục đất cày. Lần này, hắn hướng xuống điều thấp cày đầu, dù cho xới đất càng sâu, nhưng cũng không phí sức. Lưu huyện lệnh nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, lúc này biểu thị, Đức Thụy Phu Nhân, còn lại kia hai cái mới lưỡi cày, bản quan chuẩn bị phái người đưa đến Kinh Thành, vừa vặn có thế gặp phải ba tháng cày bừa vụ xuân đại điển, liễu phán nghi gật đầu, vậy làm phiền Lưu Đại Nhân, phái người đưa đến Kinh Thành. Lưu Đại Nhân ha ha cười nói, đây là hẳn là, Lưu Đại Nhân mang theo hy vọng mà đến, cao hứng mà về. Là hắn biết, Đức Thụy Phu Nhân ở nông sự bên trên bản lĩnh, không người có thế địch, khiến người kính nể. Lưu đại nhân để người ở trên xe ngựa còn đặt vào hai cái hoàn chỉnh lưỡi cày, tính cả bản vẽ, cùng một chỗ mang đến kinh thành, vương thợ một cùng chu thợ rèn về đến huyện thành, mỗi ngày dẫn người chế tác càng nhiều kiểu mới cày sắt. Mau chóng cấp cho ra ngoài, để thôi dương huyện lão bách tính dùng đến tốt như vậy cày sắt, mặt khác, bọn hắn còn căn cứ liễu phán nghi nhắc nhở, tại nguyên lai cày sắt cơ sở bên trên cải tiến, dạng này lão bách tính liền có thể thiếu tiêu ít tiền, đạt được một cái lưỡi cày ngay từ đầu lão bách tính còn cảm thấy quan phủ cố ý suy nghĩ nhiều thu gia công phí không nguyện ý thay đổi biết lão bách tính nhìn thấy có người mua được kiểu mới lưỡi cày đất cày dùng ít sức nhanh chóng từng cái vội vàng tới thay đổi các tường thôn lý thợ một gần đây mang theo hai đứa con trai cũng vội vàng lên dùng cũng là giữ lại cày đầu thay đổi phía trên đầu gỗ linh bộ kiện chu thúy hoa cầm trong tay bánh nướng đến liễu phán nghi nhà nói chuyện phiếm một bên ăn một bên nói nguyên thanh nhà ngươi cái này đầu óc làm sao cứ như vậy dễ dùng đâu, không chỉ có am hiểu trồng trọt, ngươi thế mà còn có thể thay đổi nông cụ, trước kia một ngày chỉ có thể trồng trọt vài mẫu địa, hiện tại một ngày có thể trồng trọt mười mấy mẫu, còn không có trước kia hao phí khí lực, thật đúng là chúng ta lão bách tính cứu tinh A, ta đều nghĩ trong nhà cho ngươi cung cấp cái trường sinh bài vị, nghe được chu Thúy Hoa phen này chân tình ý cắt lấy lòng lời nói, liễu phán nghi dở khóc dở cười, gượng cười hai tiếng, khiêm tốn trả lời, cái này sao, kỳ thực cũng rất đơn giản gặp được vấn đề sau đó nghĩ biện pháp giải quyết nghĩ đến nhiều lại thêm trong tay của ta có bạc có có thể được quan phủ duy trì thí nghiệm cũng so người khác dễ dàng cho nên có thể thành công cũng rõ ràng lý tiểu bảo đứng tại mẫu thân bên người nghe được mẫu thân về sau như có điều suy nghĩ gặp được vấn đề liền nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nghĩ đến nhiều tìm đến biện pháp giải quyết mẫu thân nói đều là đúng lý tiểu bảo ghi nhớ trong lòng chu thúy hoa mắt lộ ao ước ta cũng gặp phải vấn đề ta cũng muốn biện pháp nhưng ta liền nghĩ không ra giải quyết như thế nào cái này người còn phải nhìn đầu óc những cái kia đần trong đầu trang là thạch đầu chúng ta dạng này người bình thường trong đầu trang là bột mì giống đầu óc ngươi bên trong đoán chừng đều là vàng bạc châu báu làm tốt thím chớ khen thưởng ta liễu phán nghi cười khẽ tích lũy một mùa đông phân bón cũng nên cho trong đất bên trên phân bón, trong đất cây cải dầu mới có thể dài thật tốt. Còn có năm nay, nhà ta muốn nếm thử trồng lúa hai vụ. Thời tiết ấm áp, ta chuẩn bị ươm giống. Chu Thúy Hoa sững sờ, nơi đó trồng lúa nước cũng phải ba tháng. Chúng ta hiện tại ươm giống quá sớm, sẽ chết cống. Liễu Phán nghi cười khẽ, kỳ thật ban ngày nhiệt độ rất cao, chính là đến nhiệt độ buổi tối thấp, cho nên ta chuẩn bị tại ươm giống trong ruộng dùng cây trúc chống lên đến nhà kho nhỏ, mặt trời vừa rơi xuống núi, ta ngay tại nhà kho nhỏ bên trên đắp lên rơm rạ cái đệm, dạng này liền không thể chết cống, tóm lại, ta hiện tại là nếm thử. Nhà ngươi không vui lòng, vậy thì chờ ta thí nghiệm thành công, các ngươi sang năm lại đi theo, Chu Thúy Hoa mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng bằng mượn nàng đối liễu phán nhi năng lực tín nhiệm, cảm thấy có thể nếm thử, liền xem như ươm giống thất bại, cũng không chậm trễ dựa theo bình thường như thế trồng lúa nước như vậy sao được ngươi làm cái gì nhà ta liền theo chỉ bằng điểm ấy cơ linh sức lực nhà ta khả năng để giành được đến như vậy lớn gia nghiệp chu thúy hoa cười nói ngươi chừng nào thì ươm giống nói với ta ta cũng theo ngươi học liễu phán nghi nghe được chu thúy hoa như thế tín nhiệm lời nói nhẹ gật đầu vậy được nhà ai nếu là nguyện ý liền theo không nhất định thành công nhưng cũng không chậm trễ mọi người trồng lúa một vụ nếu là thành công chúng ta liền có thể thu lấy gấp đôi hạt thóc, đúng, cứ như vậy định. Chu Thúy Hoa tại chỗ quyết định, sau đó về nhà thương lượng, đợi đến người trong thôn đem ruộng lúa mì cùng cây cải dầu ruộng, đều thi phân bón về sau, đã tháng 2. Thôn dân ánh mắt đã nhìn chầm chầm liễu phán nhi nhà, Lý Đại Sơn nhất là tích cực, trước mặt cùng về sau, giúp đỡ liễu phán nhi làm việc. Làm xong liễu phán nhi nhà, mới mang theo con trai mình làm nhà mình sống, không chỉ có Lý Đại Sơn như thế, trong thôn cái khác người hữu tâm cũng là như thế. Chương 312, dục cây lúa loại, cầm hàng nhái, nếu là lúc trước, trong thôn nhiều như vậy hán tử cho liễu phán nhi làm việc, nhất định có người nói ba đạo bốn, hiện tại không ai nói lung tung. Bởi vì Liễu Phán Nhi hiện tại cấp độ cao hơn các nàng rất nhiều, để các nàng trong lòng còn có kính sợ, lại thêm Liễu Phán Nhi làm việc không tàn tư, khiến người kính nể, tin phục. Liễu Phán Nhi đem năm ngoái lưu lại cây lúa loại dùng thanh thủy ngâm, ngâm một ngày một đêm cây lúa loại uống no bụng hơi nước chìm ở đáy bồn toàn bộ đều là tốt hạt giống tung bay ở phía trên là trống không hoặc là hư mất hạt giống tại ngâm hạt giống đồng thời liễu phán nhi tìm mấy khối bùn đất tương đối tinh tế ruộng sau đó chia rộng ba thước ở giữa có khe nước ươm mạ ruộng ươm mạ ruộng là hình chữ nhật từng khối chỉnh chỉnh tề tề phía trên bùn đất phi thường tinh tế nhan sắc lệch đen hoàng hỗn hợp có lên men một mùa đông phân bón hỗn hợp tại trong đất bùn tiến hành mấy lần thâm canh mật thám đợi đến cây lúa loại ngâm tốt về sau liễu phán nhi để người đều đều rơi tại từng khối ươm mạ trong ruộng sau đó lại trải lên một tầng tinh tế bùn đất vì cam đoan nhiệt độ buổi tối cao một chút liễu phán nhi đem chuẩn bị kỹ càng nhánh trúc chặn ngang tại ươm mạ ruộng bên trên trở thành một cái hình vòng trở thành nhà kho nhỏ giá đỡ không có kiếp trước màng ni lông mỏng chỉ có thể dùng rơm rạ cái đệm thay thế hy vọng có thể thành công. Để cho an toàn, Liễu Phán Nhi tại cảm thấy được có chút mát mẻ về sau, liếc một cái không gian trong kho hàng nhiệt kế, nhiệt độ không thể lại thấp, liền để người mau đem rơm rạ cái đệm một cái tiếp một cái đắp lên những chút này chèo chống bên trên, làm bên trong bảo trì một cái tương đối cao nhiệt độ. Trong thôn những người khác thấy Liễu Phán Nhi làm như thế, đều đi theo học, dù sao trong nhà cây lúa loại đầy đủ. Coi như không thành công, lớn không được trồng lúa một vụ. Lý Đại Tráng làm xong nhà mình sống, còn mang theo nàng dâu về trịnh gia thôn, giúp nhạc phụ nhạc mẫu nhà ươm giống. Hiện tại trịnh lão đại trồng trọt nhân tạo ruộng, toàn bộ đều cùng các tường thôn học tập, không chỉ có như thế, chu lão đầu học xong về sau, còn chuyên môn chạy đến đại nhi tử cùng tiểu nhi tử trong nhà, để bọn hắn làm như vậy. Mặc dù chu gia hai huynh đệ xem thường, nhưng cũng nghe nói đức thụy phu nhân am hiểu trồng trọt, cho nên tùy theo lão phụ thân, dù sao hết thảy chi tiêu đều là lão phụ thân bọn hắn vui lòng đạt được có sẵn liễu phán nhi một bên chú ý ương giống một bên chú ý các tường trấn cửa hàng kiến thiết càng nhiều thi công đội đi vào thị trấn bên trên tạo phòng ở cửa hàng liễu phán nhi trong tay có tiền thuê kiến trúc đội nhiều nhất dựa theo nàng quy hoạch bắt đầu ở cửa hàng đằng sau đóng từng dãy nhà ở tòa nhà quy cách đều là giống nhau tiểu tứ hợp viện chính phòng ba gian hai bên sương phòng các ba gian viện tử cũng không lớn không nhỏ, toàn bộ đều là gạch ngói kết cấu, dạng này một cái tiểu viện kiến tạo giá vốn, ước chừng 45 lượng bạc. Càng ngày càng nhiều gạch ngói, vận chuyển đến các tường thôn, liễu phán nhi bàn giao báo tử cùng nhị cẩu tử, gạch ngói tốt xấu, quyết định phòng ốc trắng chắc trình độ, ta dùng tiền mua gạch ngói, đương nhiên đều muốn mua hợp cách, nhưng có đôi khi thương gia thường xuyên cầm hàng nhái, báo tử nhẹ gật đầu, phu nhân yên tâm, ta nhất định cẩn thận kiểm tra liễu phán nhi nhíu mày chỉ là chúng ta có thể sử dụng người ít người trong thôn các nhà lợp nhà đóng cửa hàng còn có trong ruộng sống đều bề bộn nhiều việc nếu như phát hiện có cầm hàng nhái tại chỗ vạch ra đến đồng thời hồi báo cho ta đúng vào lúc này ngoài cửa có người gõ cửa miêu nhi tỷ thấy mặt ngoài là ba quả phụ hỏi ngươi có chuyện gì a à? ba quả phụ nhẹ giọng trả lời ta có chuyện trọng yếu cùng đức thụy phu nhân nói vô cùng trọng yếu vậy ngươi chờ một lát ba quả phụ đã nói như vậy, chắc hẳn không phải cố làm ra vẻ bí ẩn. Miêu Nhi tỷ đối ba quả phụ làm việc có mấy phần hiểu rõ. Miêu Nhi tỷ đi vào thông báo, Liễu Phán Nhi cũng có chút kinh ngạc, liền để Miêu Nhi tỷ đem ba quả phụ mời tiến đến. Liễu Phán Nhi vấn an, tam thẩm, làm sao có rảnh tới a? À? Ba quả phụ nhẹ nói, ngươi trước hết để cho người hầu xuống dưới, ta nói cho ngươi điểm chuyện rất trọng yếu. Liễu Phán Nhi đối Miêu Nhi tỷ nhẹ gật đầu, Miêu Nhi, ngươi bây giờ ra ngoài mau lên. Tam thẩm nói đi, cẩn thận như vậy, rất trọng đại sao. Ba quả phụ nhẹ gật đầu, thấy Miêu Nhi tỷ rời đi, hạ giọng nói, phu nhân, ngài hiện tại muốn đóng rất nhiều phòng ở, cần rất nhiều gạch ngói, từ khác nhau diêu nhà máy nhập hàng, những cái này diêu nhà máy có coi trọng tính dự, cho hàng là tốt. Có diêu nhà máy, vì thêm ra hàng, nhiều kiếm tiền, cho gạch ngói cũng không tốt, ngươi vẫn là tìm thêm mấy cái người tin cẩn, cẩn thận kiểm tra, liễu phán nhi sững sờ, vừa rồi nàng cùng báo tử còn tại thương lượng chuyện này, không nghĩ tới ba quả phụ liền đến vụng trộn nói với nàng, ồ. Liễu phán nghi mặt lộ vẻ nghi hoặc, kia tam thẩm biết nhà nào gạch ngói không tốt sao, ba quả phụ do dự, sau đó trả lời, hôm qua tại gia diêu nhà mấy người tại trong nhà của chúng ta uống rượu, có người rượu phẩm không tốt, uống say, sau đó liền nói lỡ miệng, vì tăng tốc xuất hàng. Gạch ngói thiêu đến cùng hợp cách bề ngoài không sai biệt lắm về sau, liền ngừng bắn, tiết kiệm ba ngày thời gian. Một tháng liền có thể thêm ra không ít gạch ngói, liễu phán nhi nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đa tạ, ta sẽ cẩn thận điều tra. Đương nhiên, đây là nghe được, tại gia diêu nhà máy có tình huống như vậy, khi cái khác diêu nhà máy có lẽ cũng có, ngươi để người cẩn thận kiểm tra. Ba quả phụ đề nghị, đã nghĩ nịnh bợ liễu phán nhi, đương nhiên bình thường muốn chủ động điểm, biết tin tức như vậy, buồn bực ở trong lòng, không thể mang đến chỗ tốt, cùng Liễu Phán Nhi nói, mới có thể để cho Liễu Phán Nhi nhớ kỹ nàng tốt. Ba quả phụ từ Liễu Phán Nhi trong nhà ra tới, cũng không có trực tiếp trở lại quán rượu, mà là vác lấy rổ đi hôm kia nàng dâu nơi đó. Nguyên bản cai nghiệt ba quả phụ, tại tái giá về sau, người cũng biến thành bình thản, tự nguyện cùng trước đó con dâu tạo mối quan hệ. Hy vọng nàng trăm năm về sau, cháu trai tỏa tử còn có thế có cái dựa vào, dù sao chu gia cùng tỏa tử cũng không có quan hệ máu mũ. Nàng khi còn sống, có lẽ đối tỏa tử có mấy điểm tình cảm, đợi nàng không có, tỏa tử còn phải dựa vào mẹ ruột, còn phải dựa vào Lý thị nhất tộc tộc nhân. Trong nội tâm nàng rõ ràng đâu, bình thường đương nhiên muốn đối đức thủy phu nhân lấy lòng, cũng phải cùng trong thôn người cải thiện quan hệ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trước kia quan hệ không tốt, nàng nhiều lời lời hữu ích, liền có thể cải thiện quan hệ. Liễu Phán Nhi hôm nay không có đi trong ruộng, mà là để nhị cậu tử đi thị trấn bên trên thi công sân bãi, để người nhấc mấy giỏ cục gạch, nói trong nhà muốn đắp trái ổ gà, có tạ da gạch, cũng có từ da gạch, liễu phán nhi nhìn hai nhà gạch, từ vẻ ngoài nhìn, hai nhà không sai biệt lắm. Liễu phán nhi hai tay đều cầm một viên gạch, tiến hành lẫn nhau nện. Từ da gạch còn rất tốt, tạ da gạch tốt xác thực xấu, thế là liễu phán nhi lại mặt khác kiểm tra, dùng từ da gạch nện tạ da gạch, tạ da gạch lại xấu, sau đó liễu phán nhi dùng tạ da gạch nện từ da gạch, tạ da gạch lại đoạn mất, tạ da gạch có vấn đề, về phần từ da gạch, trước mắt cái này một giỏ không có vấn đề, về phần cái khác gạch có vấn đề hay không, liễu phán nhi không được biết, đối với dạng này vấn đề, liễu phán nhi lựa chọn báo quan, không thể nhân nhượng, nàng hiện tại nhân thủ ít, chỉ có thể mượn dùng quan phủ uy nghiêm, chấn nhiếp những cái này cầm hàng nhái thương gia. Hy vọng từ quan phủ bên kia điều tạm tới kiểm tra đo lường gạch nói hảo thủ để bọn hắn hỗ trợ. Liễu Phán Nhi tự mình đi một chuyến quan phủ, viết trạng sách, Lưu Huyện lệnh nhìn thấy về sau, lập tức triệu tập có kinh nghiệm công tượng, đi các tường trấn, trọn vẹn hơn 30 người. Đi theo đến, còn có 10 cái nha dịch, chương 313, giết gà dọa khỉ, vừa tới thị trấn, liền nghe được ồn ào thanh âm, có người động thủ xô đẩy báo tử, người nói nhà ta gạch có vấn đề, liền có vấn đề A, ngươi miệng là từng khai quan A, báo tử trầm giọng nói, Nhà ngươi gạch cường độ cùng hàng mẫu không giống, vỗ liền đoạn, làm gạch đất đều so nhà ngươi gạch nói tốt một chút. Ngươi đừng cho là chúng ta phu nhân thiện tâm, liền nghĩ lừa gạt chúng ta. Cái dạng gì phẩm, chúng ta tại gia gạch chính là tốt nhất. Cái kia tráng háng kêu gào, đừng ngậm máu phun người, ảnh hưởng chúng ta tại gia diêu nhà máy thanh danh. Liễu Phán nghi tức giận, sải bước đi lên trước. Các ngươi tại gia diêu nhà máy thanh danh, cho tới bây giờ đều không phải người khác ảnh hưởng mà là quyết định cho các ngươi gạch ngói chất lượng đã ngươi không phục ta đã tìm tới có kinh nghiệm công tượng có biện pháp kiểm tra đo lường nhà ngươi gạch ngói chất lượng đến cùng như thế nào tại gia đưa gạch tráng háng dám cùng báo tử kêu gào nhưng ở liễu phán nhi trước mặt cũng không dám nói lung tung nhất là đằng sau có rất nhiều quan sai trong lòng thấp thỏm bởi vì tại gia gạch thực sự có vấn đề chúng ta gạch thật không có vấn đề tại gia tráng háng khô cằn giải thích cho cùng đi tiểu đồng bọn nháy mắt, để hắn nhanh lên trở về hồi báo cho gia chủ. Liễu Phán Nhi lạnh giọng nói, có vấn đề hay không, không phải ngươi nói. Đến, tiến hành kiểm tra. Đám thợ thủ công đầu tiên kiểm tra tại gia gạch, tại gia gạch gần như không có một khối là hợp cách. Từ gia diêu nhà máy, có tốt có xấu, đều chiếm một nửa. Cái khác diêu nhà máy, hoặc nhiều hoặc ít, đều trộn lẫn một chút không hợp cách gạch ngói. Liễu Phán Nghi giận ta dùng mua chất lượng tốt gạch ngói giá cả mua các ngươi gạch ngói xưa nay không khất nợ cắt xén tiền hàng của các ngươi các ngươi ngược lại tốt thế mà bắt đầu cầm hàng nhái lừa dối qua ải lừa gạt ta liễu phán nghi ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt ta coi như không kiến tạo thị trấn cũng sẽ không nhân nhượng các ngươi những gian thương này bọn nha dịch lúc này đem những này đưa gạch người phụ trách bắt lại sau đó về huyện thành lưu huyện lệnh trực tiếp phái người đem mấy cái diêu nhà máy đương gia toàn bộ mời đến huyện nha. Lưu huyện lệnh nhìn về phía đứng ngồi không yên mấy nhà diêu nhà mấy người phụ trách, các ngươi coi là Đức Thụy Phu Nhân là cái phụ đạo nhân gia, dễ bị lừa gạt, liền làm chuyện như vậy, thật sự là cả gan làm loạn. Lúc đầu hiện tại muốn đem toàn bộ các ngươi giam giữ đến trong đại lao, nhưng thị trấn tại ta thôi dương huyện trị hạ, còn muốn tiếp tục kiến tạo. Các ngươi nói làm sao bây giờ, tại gia lò chủ tâm gấp như lửa đốt, nhà hắn gạch nói đều không hợp cách, tiểu nhân nhà gạch ngói, chất lượng có như vậy một chút tì vết, nhưng đóng ra tới phòng ở kiên trì mấy chục năm không có vấn đề. Lưu đại nhân nghe nói như thế, lập tức giận, ngươi nói mấy chục năm không có vấn đề liền không có vấn đề, ngươi năm nay hơn 50, nói không chừng qua mấy năm liền chết, ngươi tiền hàng đã cầm tới, đến lúc đó xảy ra vấn đề tìm ai a. À? Bản quan để các ngươi tới là nghĩ giải quyết vấn đề này, đã ngươi không nghĩ giải quyết, có ai không, tại gia diêu nhà máy cầm hàng nhái lừa gạt khách hàng, không biết hối cải, đánh 20 đại bản, phạt ngân 100 lượng, nhốt vào đại lao. Mặt khác kỳ hạn đủ số hoàng lại đức thụy phu nhân tiền hàng, nếu có lãnh đạm, tội thêm một bậc, tạ gia lò chủ trực tiếp bị nha dịch áp giải đi, tạ gia lò chủ cầu xin tha thứ, nhưng vẫn cũ thay đổi không được huyện Thái Gia quyết định, giết gà dọa kỹ hiệu quả cũng không tệ lắm. Mấy vị khác diêu nhà mấy người phụ trách nhìn thấy tạ gia diêu nhà mấy người bị tóm lên đến, cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệt, tâm như hến ngay từ đầu thời điểm bọn họ đích xác đều dựa theo hàng mẫu giao hàng chẳng qua về sau nhìn thấy đức thụy phu nhân bên này nhu cầu số lượng nhiều mà lại kiểm tra người ít cho nên ngay tại tốt gạch bên trong trộn lẫn một chút nung thời gian ngắn gạch những cái này gạch cường độ so hàng mẫu thấp một chút nhưng cũng có thể sử dụng coi như mười mấy năm sau có chỗ xấu cũng đến chủ phòng tu sửa phòng ốc thời điểm cũng không nghĩ ra cùng bọn hắn bắt đền tồn tại dạng này tâm tư hoàn toàn chính xác để bọn hắn nhiều kiếm một chút tiền, lúc đầu hết thảy bình thường, trong lòng bọn họ thầm vui, cảm thấy nữ nhân làm ăn đến cùng không được, rất dễ dàng bị lừa, cái này đức thủy phu nhân lợi hại như vậy nữ tử, không phải cũng là không có phát giác bọn hắn tiểu tâm tư sao? Mang dạng này may mắn tâm lý, cho tới bây giờ, từ gia diêu nhà mấy người phụ trách từ lò chủ liền vội vàng không người hành lễ, Lưu đại nhân, thảo dân biết sai, trước đó đã đắp kính phòng ốc ta từ gia lò trả lại tiền khoản hiện tại vận chuyển tới còn chưa lập nhà xin cho phép thảo dân phái người lựa không thích hợp thích hợp dựa theo giá gốc bán cho đức thụy phu nhân không hợp cách liền đưa cho đức thụy phu nhân những cái này không hợp cách gạch không cần tới lập nhà dùng để trang trải tường viện cũng là có thể lưu đại nhân nghĩ nghĩ các ngươi phái đi người bản quan không tính nhiệm ta sẽ chuyên môn phái người ở bên kia giám sát về phần về sau Đức Thụy Phu Nhân phải chăng từ từ gia ngươi diêu nhà máy nhập hàng, vậy liền nhìn Đức Thụy Phu Nhân ý tứ, từ lò chủ nghe nói như thế, có chút thở vào, thái độ càng thêm cung kính, vâng, lưu đại nhân. Thảo dân đợi chút nữa lập tức tiến về các tường trấn, tự mình đốc thúc việc này, những người khác nhìn thấy từ lò chủ biểu hiện, bọn hắn cũng không thể so từ lò chủ làm được kém, lúc này cũng phải cầu dạng này, mặc dù bồi thường tiền, nhưng cũng so với bị tạ lò chủ bị giam tiếng đại lao mạnh, chỉ cần tiếng đại lao, không chỉ có chịu tội, mà lại trên dưới chuẩn bị, cũng phải hoa một số tiền lớn. Tóm lại lần này, thức thời vì tuấn kiệt, những người này từ huyện Nha rời đi về sau, cơm cũng không dám ăn, trực tiếp mua bánh bao ở trên xe ngựa ăn, thẳng đến các tường trấn, liễu phán nhi đang chờ những người này tới cửa đâu, không giữ chữ tính, muốn hố nàng liễu phán nhi bạc, nào có chuyện tốt như vậy những người này cho Liễu Phán Nhi chịu nhận lỗi, cho ra bồi thường điều kiện, cũng làm cho Liễu Phán Nhi hài lòng. Mặt khác, Liễu Phán Nhi còn nói ra, đã đắp kính phòng ốc, nếu như bởi vì gạch ngói tại 15 năm bên trong hư mất, bọn hắn còn phải phụ trách, mặc dù đây là về sau thực hiện, nhưng Liễu Phán Nhi cử động lần này ước thúc bọn hắn, cam đoan hậu mãi, tàn thứ đồ vật không được bao lâu thời gian, một khi xấu, bọn hắn phải bồi thường nhiều bạc hơn. Liễu Phán Nhi mắc lộ ra nghiêm túc, nhìn khắp bốn phía, lần này chúng ta có thể trao đổi, về sau lại để cho ta biết các ngươi cầm hàng nhái, ta trực tiếp báo quan, đến lúc đó mời huyện Thái Gia nghiêm trị, từ lò chủ lau lau mồ hôi trên trán, phu nhân, ngài yên tâm, tiểu nhân về sau cũng không dám lại, những người khác cũng liền bận biểu đáp ứng, lúc này đã dừng lại kỳ hạn công trình, chọn lựa gạch ngói, không chỉ có người của Lý Gia Thôn, còn có huyện nha người giám sát, cái này mấy nhà diêu nhà mấy người, cũng không dám dở trò dối trá lần này nếu là còn chơi tiểu tâm tư liền sẽ bị tống giam tạ gia diêu nhà máy tạ phu nhân nghe nói trượng phu bị tóm lên đến lập tức mắt trợn tròn vội vàng để trong nhà người hầu kéo xe đem nàng đưa đến huyện thành anh rể trong nhà nhà nàng anh rể tại huyện nha làm bổ khoái anh rể ngươi được cứu cứu chúng ta chủ nhà lý bổ khoái nghe nói như thế không ngừng vào đầu ta hôm nay ở bên ngoài làm việc cũng vừa nghe nói anh em đồng hao sự tình nhưng chuyện này khó giải quyết là huyện lệnh đại nhân chuyên môn hạ lệnh giam giữ, ta đợi chút nữa trên dưới chuẩn bị, để anh em đồng hao tại diêu nhà máy bên trong, tốt qua một điểm, chỉ là chuyện này cởi chuông phải do người buộc chuông, các ngươi bán cho đức thụy phu nhân nhà, gần như đều là không hợp cách gạch ngói, ngươi muốn để trượng phu ngươi sớm ngày được thả ra, ngươi tốt nhất nghe ngóng cái khác mấy cái diêu nhà máy là thế nào bồi thường, sau đó mang theo thành ý đi đức thụy phu nhân nơi đó cầu xin tha thứ bằng không huyện Thái Gia tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhà, ta nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 314, kỳ an toàn chẳng lẽ không an toàn sao? Tạ phu nhân nghe nói như thế, cũng không dám chậm trễ, đa tạ anh rể, đây là 10 lượng bạc, phiền phức anh rể hỗ trợ chuẩn bị, để nhà ta chủ nhà đừng ở trong lao thủ ủy khuất, ta cái này đi cầu đức thụy phu nhân dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta chủ nhà, nhất định phải khiêm tốn, không muốn bởi vì nhà ngươi có chút tiền, liền vênh váo tự đắc khi đức thụy phu nhân liền huyện thái gia đều bưng lấy các ngươi đắc tội nàng không có kết cục tốt lý bổ khoái liên tục nhắc nhở nếu như không phải sợ bị tạ gia liên lụy hắn cũng không nghĩ lắm miệng biết anh rể tạ phu nhân đáp ứng sau đó đi những nhà khác diêu nhà máy nghe ngóng trong lòng lạnh thấu nàng phụ trách trong nhà khoảng đương nhiên cũng biết diêu nhà máy vận hành nhà các nàng từ nhóm thứ tư gạch đều là dùng nung thời gian tương đối ngắn gạch các nàng chỉ có thể cầm tới phía trước bốn tốt gạch tiền, phía sau sáu tốt toàn bộ đều phải tặng không cho Đức Thụy phu nhân. Đây chính là một trăm hai mươi lượng bạc. Tạ gia vốn liếng đều nhanh đền hết, nhưng lại không thể không bồi. Tạ phu nhân mang theo người hầu đi tới các tường thôn, nàng mang đến hết nợ bản. Phía trên ghi chép khoản, tất cả đều là thật. Phu nhân, đều là chúng ta tham tiền tâm hồn mới có thể cầm hàng nhái. Chúng ta bây giờ biết sai, còn mời xem ở chúng ta thành tâm nhận lầm phân thượng tha chúng ta đi. Tạ phu nhân một bên nói, một bên khóc, liễu phán nhi nhìn một chút sổ sách, dựa theo phía trên bút tích nhìn, không giống như là lâm thời làm bộ, ta làm việc luôn luôn không sai không kém, nhà ngươi trước bốn phê gạch nói dùng tại địa phương nào, ta cái này đều có ghi chép, ta sẽ để cho người đi kiểm tra đo lường, nếu là hợp cách, trước đây mặt bốn tốt gạch nói dựa theo giá gốc cho ngươi tiền tài. Đồng dạng tốt, vẫn là câu nói kia, 15 năm bên trong, nếu là có gạch xấu sẽ còn tìm các ngươi bồi thường mặt khác còn lại sáu tốt gạch đã dùng ba nhóm ta một văn không cho còn có ba nhóm ngươi có thể lôi đi tạ phu nhân nghe nói như thế lôi đi còn phải dùng tiền còn không bằng trực tiếp đưa cho đức thụy phu nhân phu nhân còn lại ba nhóm gạch lợp nhà có lẽ chẳng phải rắn chắc nhưng làm tường viện vẫn là có thể chúng ta kéo trở về cũng hao phí nhân lực vật lực liền đưa cho đức thụy phu nhân liễu phán nhi mới không phải loại kia loạn chiếm tiện nghi người, suy tư một lát, ta muốn, đều là ta hẳn là, đều muốn ký kết khế ước, cái khác diêu nhà máy là tại tốt bên trong trộn lẫn chất lượng không tốt, hiện tại bọn hắn phái người chọn lựa. Nhà ngươi cũng là bớt việc, còn lại toàn bộ đều là không hợp cách, vậy liền dựa theo không hợp cách giá cả tính, giá gốc một nửa, ta thu. Ngươi nguyện ý bán, ta liền mua. Không nguyện ý bán, kiên trì muốn đưa, Tha thứ ta không thể tiếp nhận, nàng không muốn cùng tạ gia làm ăn, bởi vậy Liễu Phán Nghi muốn đem cùng tạ gia xin ý thanh toán, để phòng có người nói nàng ý thế hiếp người. Tạ phu nhân thấy thế, đành phải đáp ứng, dạng này cũng tốt, có có thể được một chút bạc. Liễu Phán Nghi cầm bàn tính tính sổ sách, cho tạ phu nhân kết toán nửa giá gạch. Trả tiền thời điểm, viết rõ nguyên nhân và số lượng, đồng thời ký tên đồng ý, mặc kệ làm người, vẫn là làm ăn, đều muốn có chứng có cứ đợi đến mặt khác mấy nhà diêu nhà máy lựa ra tới không hợp cách gạch ngói về sau mặt khác bàn sổ sắc tạ lò chủ bị phóng ra chuyện này mới tính có cái chấm dứt liễu phán nghi hiện tại muốn lập nhà liền phải dùng đến gạch ngói mặc dù nàng không gian bên trong cũng có rất nhiều nung gạch ngói chế tác công nghệ nhưng hao phí nhân lực người là các tường thôn cùng các tường trấn thiếu thốn nhất người mà lại kiến tạo một cái trấn nhỏ cần gạch ngói quá nhiều coi như nàng mở diêu nhà máy cũng không thể thỏa mãn thị trấn bên trên cần liễu phán nhi càng nghĩ trong lúc nhất thời không có tìm được hữu hiệu biện pháp lưu thị thấy liễu phán nhi một mực cau mày cho liễu phán nhi rót một chén nước liễu muội muội ngươi đừng vội luôn có thể nghĩ đến biện pháp kỳ thật cái này gạch ngói có được hay không lập nhà người hẳn phải biết a à, ngươi tìm tới lập nhà người cùng bọn hắn nói một khi phát hiện có gạch ngói không hợp cách cho bọn hắn ban thưởng bọn hắn kiểm tra gạch ngói nhất định rất dụng tâm nhiều như vậy lợp nhà người, diêu nhà máy người coi như muốn thu mua, cũng không có khả năng mỗi người đều có thể thu mua, cũng không có cái kia tài lực. Trước đó lập nhà người không nguyện ý lắm miệng, đó là bởi vì không có chỗ tốt. Có chỗ tốt, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý. Chúng ta thuê mấy cái tin được người giám sát, dạng này nghiêm ngặt, những cái kia diêu nhà máy người cũng không dám cầm hàng nhái. Liễu Phán Nhi từ lưu thị đạt được gợi ý, trong cậy vào diêu nhà máy có thể tự hạn chế rất hiển nhiên rất không có khả năng. Một khi có cơ hội lợi dụng sơ hở, tất nhiên sẽ lợi dụng, bọn hắn mặc dù sợ hãi địa vị của nàng, nhưng cũng có ý vào, đó chính là các tường trấn không thể không từ bọn hắn bên kia mua gạch ngói, kể từ đó, tăng cường giám sát, mới là trọng yếu nhất, liễu phán nhi tại lưu thị nói cơ sở bên trên, cường hóa giám sát, mà lại phát động kiến trúc công tượng cùng một chỗ giám sát, cái này hiệu quả liền tốt, những cái kia diêu nhà mấy người, nhìn thấy kiểm tra trình tự như thế nghiêm ngặt cũng không dám lại làm ẩu chuyện này cuối cùng giải quyết liễu phán nghi ngày bình thường một bên xử lý thị trấn bên trên sự tình bởi vì gạch ngói sự tình khó tránh khỏi có chút sốt ruột phát hỏa cái này vừa sốt ruột nguyệt sự liền trì hoãn lưu thị là nữ tử bình thường cũng chú ý trong nhà nữ tính đặc thù mấy ngày nay nhất là liễu phán nhi khả năng mang thai về sau nàng liền càng thêm để ý lúc này liễu phán nhi mang theo mịch ly chuẩn bị xuống địa đi trong đất nhìn xem cây lúa trồng ra mầm tình huống, liễu phán nhi một tay xẻng, một tay cầm làm bằng gỗ phun lớn ấm, lưu thị nhìn thấy, mau tới trước từ liễu phán nhi trong tay đoạt tới, liễu muội muội, ngươi cũng đừng cầm những vật này, chính ngươi thân thể ngươi không biết sao, còn phải để ta một mực nhắc nhở ngươi, thật là, liễu phán nhi dở khóc dở cười, tiểu hoa tỷ, thân thể ta tốt đây, thật không có việc gì, nhìn xem ngươi, ngươi không nhớ rõ ngươi nguyệt sự đã muộn bảy ngày sao? lưu thị không nhìn nổi liễu phán nhi không thèm để ý diễn xuất trước đây ba tháng cẩn thận nhất ngươi đi trong đất cũng được nhưng không thể cưỡi ngựa ngồi xe bò đến dưới núi ta vịn ngươi lên núi liễu phán nhi sững sờ kỳ an toàn chẳng lẽ không an toàn sao mặc dù lý nguyên thanh không ở bên người nhưng nếu như có hài tử liễu phán nhi cũng không bài xích thế là liễu phán nhi nghe theo lưu thị đem đồ vật cho nàng để lưu thị cầm sau đó tại lưu thị nâng phía dưới bên trên xe bò, lại bị viện đến ươm mạ ruộng. Lưu Thị đối liễu Phán Nhi nói, đệ muội, ngươi nói làm thế nào, ta tới. Tiểu Hoa tỷ, bây giờ thời tiết ấm áp, phải đem phía trên rơm rạ cái đệm cầm xuống đi. Liễu Phán Nhi bàn giao, cây lúa trồng ra miêu suất rất cao, mà lại dáng dấp cũng rất tốt, hiện tại có một chỉ cao, chẳng qua gần đây không có trời mưa, ương mạ ruộng cũng tương đối khô hạn. Mặc dù nàng áp dụng chính là hạng ương mạ, nhưng cũng cần đầy đủ hơi nước. Lưu Thị mang theo trong nhà lớn một chút hài tử, đem phía trên rơm rạ cái đệm toàn bộ xốc lên, gấp gọn lại, đặt ở bên cạnh, ban đêm còn phải một lần nữa đắp lên. Tiểu hoa tỷ, ươm mạ trong ruộng cần tưới nước, nhưng không thể dùng bầu nước, dùng bình phun. Liễu phán nhi bàn giao, như vậy tiểu nhân cây lúa ương, dùng bầu nước, sẽ bị sông hư mất. Lưu Thị đáp ứng, yên tâm, ta có thể làm. Chu Thúy Hoa nhà ươm mạ ruộng, cùng Liễu Phán Nhi nhà ruộng cách gần đó thấy liễu phán nhi nhà đã bắt đầu tưới nước, nhà nàng cũng bắt đầu tưới nước, bình phun vật này, chế tác đơn giản, tại thùng nước càng thêm một cái vòi phun, vòi phun bên trên đều là lỗ nhỏ, chảy ra nước rất bé nhỏ, chính thích hợp lúc này dùng, chương 315, thương lượng đóng học đường, liễu phán nhi mỗi ngày ghi chép lại nhiệt độ, sau đó đúng lúc đó tưới nước, giữ ấm, những cái này lúa nước mà khỏe mạnh trưởng thành, màu xanh nhạt, đặc biệt non. Xuân về hoa nở thời tiết, các tường thôn nhiều nhất chính là cây cải dầu lúc này cây cải dầu đã nở hoa đầy khắp núi đồi vàng óng ánh liễu phán nhi nghĩ đưa tay hỗ trợ cũng vì lưu thị cự tuyệt ngay tại buồn bực ngán ngẫm lúc liễu phán nhi ngồi tại dưới bóng cây mát mẻ đột nhiên cảm thấy được trong thân thể dị dạng liễu phán nhi dở khóc dở cười không phải mang thai mà là bởi vì đoạn thời gian trước bận rộn sốt ruột dẫn đến kinh nguyệt trì hoãn liễu phán nhi tranh thủ thời gian tìm một chỗ không người tiến vào không gian làm tốt cá nhân vệ sinh phòng hộ mỗi một lần tới kinh nguyệt thời điểm nhất là phía trước hai ngày sống cả mãnh liệt liễu phán nhi đi đến lưu thị trước mặt cười nói tiểu hoa tỷ ngươi thất vọng ta không có mang thai chỉ là trì hoãn hiện tại đến ta về nhà trước lưu thị nghe nói như thế hoàn toàn chính xác có hơi thất vọng chẳng qua nàng lo lắng liễu phán nhi càng thất vọng tranh thủ thời gian an ủi liễu muội muội ngươi cũng đừng lo lắng ngươi cùng nguyên thanh cũng còn trẻ tuổi về sau sẽ có con của mình liễu phán nhi nhẹ gật đầu ta không lo lắng đại tẩu cũng không cần nhọc lòng ngươi cũng đừng làm việc để trường công làm ngươi ở bên cạnh nhìn là được lưu thị cười cười dù sao cũng không phải cái gì sống lại tiện tay làm liễu phán nhi không khuyên nổi liền không lại thuyết phục tùy theo tiểu hoa tỷ về đến nhà liễu phán nhi đổi một bộ quần áo sạch sẽ đang chuẩn bị ngủ một giấc nghe phía bên ngoài miêu nhi tỷ thông truyền nói lý thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái tộc lão đồng loạt tới liễu phán nhi để miêu nhi tỷ châm trà nàng tự mình đi mở cửa thôn trưởng đại thúc các vị trưởng bối hôm nay làm sao có rảnh cùng một chỗ tới đây chứ liễu phán nhi cười hỏi nhanh lên mời vào bên trong miêu nhi rót trà ngon lý thôn trưởng thấy liễu phán nhi khách khí như vậy nhiệt tình nội tâm cũng có chút bình tĩnh nguyên thanh nhà ngươi là chúng ta các tường thôn tôn quý nhất hiện tại trong thôn muốn làm học đường, quan hệ quá lớn, cho nên tới thương lượng với ngươi. Liễu Phán Nhi nghe nói như thế, mặt lộ vẻ mừng rỡ, kỳ thật ta đã sớm nghĩ kiến tạo học đường, chỉ là một mực khổ vì không có nhân thủ, hiện tại chỉ cần trong thôn có đầy đủ nhân thủ làm việc, vật liệu tiền ta cùng nguyên thanh ra. Đây là chúng ta các tường thôn đại kế, trong lòng ta biết rõ đâu, lúc đầu Lý Thôn trưởng liền nghĩ đóng học đường, được hưởng lợi chính là người cả thôn, cho nên muốn để từng nhà xuất tiền thế nhưng là còn chưa nói đâu đức thụy phu nhân liền mở miệng ra lợp nhà bạc nguyên thanh nhà ta biết ngươi đây là hảo tâm nhưng học đường việc quan hệ chúng ta toàn bộ các tường thôn các tường trấn cho nên nghĩ mọi người kiếm tiền làm sao để cho một mình ngươi xuất tiền đâu lý thôn trưởng khách khí chẳng qua nếu như liễu phán nhi kiên trì hắn có lẽ liền đáp ứng dù sao không dùng ra tiền cũng rất tốt liễu phán nhi cười nói trong làng năm nay lợp nhà đóng cửa hàng, trong tay căng thẳng, chúng ta tới trước những thôn dân này, một nhà ra mấy lượng bạc, có lẽ không quá phí sức, nhưng về sau thôn dân, trong tay không dư giả, nếu như mỗi nhà xuất tiền, đối bọn hắn đến nói rất phí sức, ảnh hưởng làng đoàn kết. Nhưng mà, nếu như có người nguyện ý xuất tiền, ta cũng tán thành, như vậy, dư giả liền lấy thêm, tiền thiếu liền thiếu đi cầm, không có tiền liền không cầm, lý thôn trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng tốt, nguyên thanh nhà ngươi điện pháp này cũng không tệ dù sao toàn bộ nhờ tự nguyện đến lúc đó học đường xây xong về sau lập cái bia đem xuất tiền xuất lực người ghi lại ở phía trên cũng có thế lưu cái tên để phía sau hài tử có thế nhớ kỹ chúng ta vì kiến tạo làng thị trấn cùng học đường trả giá cố gắng liễu phán nghi ánh mắt sáng lên khen ngợi thôn trưởng đại thúc biện pháp cũng rất tốt đóng học đường không cưỡng chế nhưng đọc sách giao buộc tu mặc dù không đắt nhưng không thể không cần tiền bởi vì có người không tốn tiền liền không đau lòng, tự nhiên không trân quý học chữ cơ hội. Những người khác cũng tích cực phát biểu, liệt ra tới các loại đề nghị cùng lợi và hại. Liễu Phán Nhi cầm bút thang, tại sách bên trên nhớ kỹ, trải qua toàn thôn quyên tiền, Lý thôn trưởng nhà quyên 10 lượng bạc, Lý đại tráng nhà quyên 3 lượng bạc, cứ như vậy top 5 top 3 bạc tụ cùng một chỗ, khoảng chừng 120 lượng bạc. Liễu Phán Nhi thêm 80 lượng bạc, gấp đủ 200 lượng bạc, chuẩn bị đóng một cái tốt học đường liễu phán nhi đợi đến trên thân nguyệt sự sạch sẽ về sau liền bắt đầu cùng lý thôn trưởng lựa chọn kiến tạo thư viện địa phương cuối cùng quyết định tại dòng suối nhỏ bên phải đất trống nơi đó địa thế cao tại trên dòng suối nhỏ bắc cầu thuận tiện thông hành lý thôn trưởng cũng là hành động phái người chọn tốt địa chỉ về sau gạch ngói ưu tiên đưa đến nơi này thừa dịp cây cải dầu còn không có thành thục lúa nước mạ còn chưa tới cấy ghép thời điểm vừa vặn đóng thư viện các tường thôn chỉ cần không đi làm việc vặt người đều tới hỗ trợ mọi người cùng nhau hợp lực cùng một chỗ kiến tạo thư viện bọn họ cũng đều biết đóng không chỉ là phòng ở mà là các tường thôn tương lai nếu là trong thôn có hài tử có thể đọc sách thi đậu khoa cử các tường thôn các tường trấn sẽ càng thêm vinh quang đơn giản như vậy giản dị đạo lý dù cho chữ lớn không biết anh nông dân đều hiểu trước kia tại gia tộc nghèo không có tiền đóng học đường chạy nạn vừa qua khỏi đến phương nam an gia vội vàng ăn no mặc ấm cũng không có tiền kiến tạo học đường, hiện tại đã có thể ăn no mặc ấm, nếu như không kiến tạo học đường, các tường thôn cũng chỉ chẳng qua là cái giàu có làng, chỉ có thể mượn dùng đức thụy phu nhân danh hiệu, đối hài tử trưởng thành không có trợ giúp, chỉ có học đường, mới là các tường thôn tương lai chỗ. Tại liễu phán nhi trong lúc khiếp sợ, các tường học đường không đủ một tháng, liền đắp kín Bốn cái viện lạc, một cái lớn một chút viện lạc, tổng cộng có năm gian phòng học lớn, hai cái tiểu viện rơi, cho phu tử nhóm sử dụng còn một người khác tiểu viện nhà bếp hai gian bên ngoài dựng lều có người không muốn trở về nhà ăn cơm có thể ở đây ăn đây là dự bị địa phương mùa xuân khô ráo thông gió mấy ngày hông khô về sau liền có thể đưa vào sử dụng lý thợ một nhà làm dài mảnh cái bàn cũng bị từng cái mang lên trong phòng học học đường sách bắt đầu đưa vào sử dụng quách nương tử đã sớm thu thập xong hành lý mang theo nữ nhi tiểu nhã vào ở đi một cái sân nàng phụ trách giáo sư 10 tuổi trở xuống hài tử, nam nữ đi học chung, đợi khi tìm được thích hợp phu tử, lại chia lớp, còn không đợi liễu phán nghi tìm tới mới phu tử, trong thôn phụ nhân liền đem tại trong học đường đọc sách tiểu cô nương mang về nhà. Lý Nam mỗi ngày cổng sách nhỏ bao đi học trong nội đường đi học, mặc dù nàng đã biết chữ rất nhiều, nhưng ở trong học đường có người chơi, đặc biệt vui vẻ. Hôm nay trở về về sau, Lý Nam rầu rĩ không vui, liền trên bàn có Lý Nam thích ăn nhất sườn xào chua ngọt, cũng không có để Lý Nam trở nên vui vẻ. Liễu Phán Nhi trên mặt lo lắng, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve Lý Nam cái trán, không có phát sốt nha. A Nam, ngươi nơi nào không thoải mái a? À? Lý Nam để đổ xuống vỗ vỗ lồng ngực của mình, chu miệng nhỏ, yểu xìu trả lời, mẹ, A Nam nơi này không thoải mái. Vừa nhìn thấy Lý Nam sờ lấy ngực nói không thoải mái, Liễu Phán Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là trên trái tim mau bệnh. Chương 316, công kích tập tục xấu. Đây cũng không phải là cảm mạo cảm mạo, uống thuốc liền có thể xem trọng, hiện tại cũng không có ngoại khoa phẫu thuật can thiệp, đối với bệnh tim rất khó trị. Liễu Phán Nghi mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, "Ngực làm sao cái đau phát nha?" "Không được, đợi chút nữa chúng ta ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi huyện thành xem đại phu." Liễu Phán Nghi thấy mẫu thân hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Mẹ, là tâm tình không tốt, không phải đau lòng. Vậy ngươi vì cái gì tâm tình không tốt nha?" tại trong học đường bị người khi dễ rồi. Vẫn là nói phu tử nói nội dung nghe không hiểu, liễu phán nghi hỏi, Lý Nam là một cái phi thường hoặc bát hướng ngoại hài tử, sẽ rất ít giống như vậy tâm tình sa sút Lý Nam thở dài một tiếng, chúng ta trong học đường tiểu cô nương, đều bị mẹ nàng hoặc là bà nội nàng mang đi, không cho đọc, liễu phán nghi hơi sững sờ, tại sao vậy? Là bởi vì trong học đường thu học phí sao, Lý Nam lắc đầu, cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc, không phải là bởi vì chưa đóng nổi buộc tu, mà là các nàng nói đồi phong bại tục, còn nói cái gì nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, ta cũng không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Lưu Thị bưng đồ ăn tiến đến, chuyện này ta biết, lúc đầu thôn chúng ta bên trong người cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao 10 tuổi trở xuống hài tử còn nhỏ, căn bản liền không hiểu được nam nữ lớn phòng, tại một chút học chữ, cũng rất tốt. Dù sao trong học đường chỉ có quách nương tử một cái phu tử, còn không có tìm tới cái khác thích hợp, thế nhưng là bên ngoài thôn có cái bà mối, đến thôn chúng ta thảo luận thân, không biết thế nào biết trong học đường nam nữ cùng nhau đi học về sau, liền nói lung tung chúng ta các tường thôn không hiểu quy củ, cô nương gia không có trong sạch, về sau còn thế nào nói nhà chồng, liễu phán nhi nghe nói như thế, trên trán ba cây hắc tuyến, ta nhìn những người này liền ăn no rỗi việc, đều là hài tử, trong đầu nào có xấu xa như vậy ý nghĩ. Đều là đại nhân lung tung nghĩ. Lưu Thị nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ chán ghét, ai nói không phải đâu. Không chỉ có như thế, nhà chúng ta cô nương còn tốt, không cần khỏa chân nhỏ. Ta nghe nói cái này phương nam trong nhà phàm là có mấy chục mẫu đất có chút tiền, đều nói ba tất kim liên đẹp mắt, cho nữ tử khỏa chân nhỏ, ôi uy, chân nhỏ kia, cũng chỉ chẳng qua cùng ta tay không chênh lệch nhiều. Đi đường lung la lung lay, đi không được bao xa liền đau đến khó chịu, liễu phá nhi thật đúng là không có chú ý những cái này lúc này cũng có chút chấn kinh dạng này tập tục xấu tại phương bắc cũng không nhiều tại phương nam rất nhiều sao lưu thị gật đầu đoạn thời gian trước chu lão đầu con trai cả nàng dâu vương thị cho nữ nhi khỏa chân nhỏ ba quả phụ tận mắt thấy cũng giật nảy mình trở về còn cùng người trong thôn nói chúng ta mới chú ý liễu phán nhi nhíu mày ngày mai ta liền đi huyện thành phiền phức lưu huyện lệnh giới thiệu cho ta một cái tú tài đến thôn chúng ta dạy học nam nữ tách ra dạng này liền sẽ không bị người chỉ trích phong kiến lễ giáo cương thường phía dưới liễu phán nhi cũng không có năng lực chống cự trai gái khác nhau liễu phán nhi còn có thế tiếp nhận lý do như vậy thế nhưng là khỏa chân nhỏ chuyện như vậy liễu phán nhi kiên quyết không thể nhịn vào lúc ban đêm liễu phán nhi liền viết một phong thư phong thư này là liễu phán nhi viết cho đại chu bệ hạ công kích khỏa chân nhỏ loại này dị dạng đẹp là tập tục xấu có rất lớn tính nguy hại nó không chỉ có giết hại thân thể nữ nhân càng sẽ trói buộc nữ tính tự do, khỏa chân nhỏ, đi không xa, trừ nhà phòng trước về sau, xa mấy bước địa phương, còn có thể đi đâu đây, nữ nhân không có cường kiện thân thể, sao có thể sinh ra thân thể khỏe mạnh hài tử đâu, liền lấy chạy nạn đến nói, khỏa chân nhỏ nữ nhân, đi không được, chỉ có thể là sớm nhất bị từ bỏ. Có thể thấy được có thân thể khỏe mạnh, trọng yếu bực nào, tóm lại liễu phán nhi đem khỏa chân nhỏ mang tới nguy hại, toàn bộ liệt kê ra tới. Sáng sớm hôm sau, Liễu Phán Nhi ăn xong điểm tâm, cưỡi ngựa, đi gặp Lưu Phu Nhân. Lưu Phu Nhân là người phương Bắc, tính cách có chút hào sản, mà lại dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối, có một đôi chân to. Liễu Phán Nhi hỏi, Phu Nhân, phương Nam bên này hơi trong nhà có một chút gia tài người ta thế mà cấp cho nữ nhi khỏa chân nhỏ làm vinh, truy cầu ba tất kim liên loại này biến thái thẩm mỹ, ngài biết sao? Lưu Phu Nhân nghe nói như thế, hơi sững sờ, nghĩ đến tháng trước Chu huyện thừa nhà nữ nhi, bởi vì khỏa chân nhỏ vết thương nhiễm trùng thế mà gây nên sốt cao thật tốt một cô nương thế mà chết yểu lưu phu nhân nhẹ gật đầu nghe nói ta còn nhìn thấy đâu như thế chân nhỏ nhìn xem liền dọa người ngay từ đầu là phương nam bên này phú hào đặc biệt thích chân nhỏ có người vì để nữ nhi gả người trong sạch liền cố ý làm khó dễ nhưng chân sẽ còn tiếp tục lớn lên sau đó liền phát triển thành khỏa chân nhỏ trực tiếp đem đầu ngón chân khỏa đoạn mất chân liền sẽ không lớn lên. Chu huyện thừa nữ nhi, vừa đầy 7 tuổi, liền bị người nhà khỏa chân nhỏ, ngón chân đứt gãy, sinh mũ phát sốt chết yểu. Rõ ràng là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, cứ như vậy không có, trong lòng ta rất khó chịu. Liễu phá nhi nghe được lưu phu nhân, trầm giọng nói ra, có đôi khi ta cảm thấy luật pháp đối với nữ nhân rất hà khắc, thế tục đối nữ tử trói buộc cũng phi thường cay nghiệt, phụ mẫu, trượng phu, cha mẹ chồng, đều có thể tùy ý quyết định mua bán nữ tử nữ nhân muốn sống yên phận khó càng thêm khó đại chu lập quốc đến nay làm một chút thay đổi nữ tử có thể lập nữ hộ trở thành nhất gia chi chủ đây là một loại tiến bộ biểu hiện nhưng bây giờ loại này khỏa chân nhỏ tàn phá nữ tử thân thể nữ tính cũng không đủ vận động thân thể suy yếu cũng sẽ ảnh hưởng dưới một đời nếu là một mực cơm ngon áo đẹp cũng được không cần lao động khỏa chân nhỏ có lẽ còn có thể sống phải không sai, nhưng người có sớm tối họa phúc, gia phong biến đổi lớn, một chút nữ tử, thân yếu lực nhỏ, sinh tồn càng thêm gian nan. Lưu phu nhân rất tán thành, Đức Thụy phu nhân nói rất đúng. Chỉ là đây là dân gian tự phát, mà lại luật pháp bên trên cũng không có quy định, cho nên ta cùng phu quân nói, cũng không có biện pháp tốt. Liễu phán nhi nghĩ nghĩ, nói ra, ta bản thân luyện võ, mà lại là thiên túc, minh bạch thân cường thể kiện cùng có một đôi chân to quan trọng cỡ nào nhận được bệ hạ ân điển ta có trực tiếp thượng thư quyền lực ta hiểu rõ đến khỏa chân nhỏ tệ nạn quyết định thượng thư bệ hạ lưu phu nhân kinh ngạc phu nhân thật muốn làm như thế sao liễu phán nhi gật đầu phải ta đã viết xong nghĩ mời lưu đại nhân thay ta mang đến kinh thành lưu phu nhân gọi tới nha hoàng đi phía trước báo cho lão gia làm xong nhanh chóng tìm hậu trạch một chuyến vâng phu nhân. Nhà hoàng đáp ứng, phía trước Lưu Đại Nhân vừa mới thẩm xong bản án, nghe được nhà hoàng thông truyền, không có cố phải uống một ngụm trà, liền tranh thủ thời gian trở lại hậu viện. Lưu phu nhân lúc này cùng Lưu Đại Nhân nói, liễu phán nhi sở cầu, Lưu Đại Nhân cười, chắp tay một cái, Đức Thụy phu nhân quả nhiên đức hạnh cao thượng, khỏa chân nhỏ hoàn toàn chính xác giết hại nữ tử. Từ khi biết được Chu huyện thừa nữ nhi bởi vì bó chân chết yểu về sau, ta liền phái người tại thôi dương huyện điều tra qua tình huống không nghĩ tới khỏa chân nhỏ dạng này tập tục xấu thế mà phát triển nhanh chóng như vậy đã lan tràn đến tiểu địa chủ cấp bậc gia đình cũng bắt đầu khỏa chân nhỏ trên làm dưới theo phía dưới lão bách tính cũng sẽ bị phía trên ảnh hưởng nông gia nữ tử cũng bị khỏa chân nhỏ liền không cách nào hạ điền liền dệt vải cũng khó tóm lại trăm hại mà không một lợi lưu đại nhân rất cẩn thận so sánh phương nam cùng người phương bắc hành vi đạt được cảm thấy là phương nam tốt sinh tồn hoàn cảnh, để một chút người ăn no liền quên đau, thậm chí là ăn no rỗi việc, thế mà thích bưng ngón chân chân nhỏ. Chương 317, Lý Nguyên Thanh mời giúp đỡ đến, lại nói, Lưu Đại Nhân bởi vì tò mò, chuyên môn đi xem chân nhỏ, nhưng phụ nữ đàng hoàng chân, không thể nhìn, thế là cải trang cách ăn mặc một phen đi thanh lâu, chuyên môn nhìn hoa khôi ba tất kim liên, mặc vào giày thời điểm, có lẽ vẫn được, nhưng không mang giày, cặp kia bị quấn gãy chân chỉ chân nhìn qua có mấy phần buồn nôn thật không biết những nam nhân kia vì sao tôn sùng chân nhỏ quả thực chính là ác thú vị trong vấn đề này liễu phán nhi cùng lưu đại nhân cách nhìn nhất trí thế là lưu đại nhân cũng viết một phong sổ gấp tính cả liễu phán nhi phong thư này cùng một chỗ phái người ra roi thuốc ngựa mang đến kinh thành nói xong khỏa chân nhỏ sự tình liễu phán nhi còn nói lưu đại nhân ngài nơi này có người hay không phẩm tốt Nguyện ý đi thôn chúng ta bên trong học đường dạy học tú tài a." Lưu huyện lệnh sững sờ, cười cười, "Cái này trong lúc nhất thời, ta bên này thật không có nhân tuyển thích hợp, chẳng qua ta sẽ cho lưu ý." Liễu Phán Nghi cảm tạ, "Đa tạ Lưu đại nhân, ta cái này vừa có sự tình liền đến tìm Lưu đại nhân, thật sự là quá phiền phức Lưu đại nhân." Lưu đại nhân cười cười, khoát khoát tay, "Đức Thụy phu nhân, ngươi cũng đừng khách khí." Bệ hạ cùng cố đại nhân một mực bàn giao tại hạ, nhất định phải phối hợp phu nhân có việc ngài nhất định phải nói liễu phán nghi gật đầu lưu đại nhân yêu dân như con là một quan tốt đúng phu nhân các tường thôn lúa nước mạ như thế nào rồi lưu đại nhân hỏi lúa hai vụ sản lượng có thể làm cho lúa nước sản lượng gấp bội là năm nay quan trọng nhất liễu phán nghi cười khẽ hiện tại hết thảy thuận lợi hạt thóc thuận lợi đâm chồi dáng dấp cũng không tệ ta một mực cẩn thận ghi chép nếu như thành công nhất định trình báo cho lưu đại nhân lưu đại nhân cười tâm tình vui vẻ như thế rất tốt liễu phán nhi bị lưu phu nhân thịnh tình giữ lại tại huyện nha phía sau trạch viện dùng ăn trưa mới ngồi xe ngựa rời đi báo tử đánh xe ngựa lại nhanh lại ổn tại khoảng cách cửa thành cách đó không xa ngừng lại cửa thành có tranh luận tiếng ồn ào liễu phán nhi xuống xe ngựa tiến đến nhìn xem sau ngồi ở trên xe ngựa mạnh quan gia thân phận của chúng ta văn thư trên đường bị tiểu tặc trộn đi, chẳng qua chúng ta là ứng các tường thôn các tường trấn lý nguyên thanh lý tướng quân mời, qua bên kia an gia, trong đó một cái chỉ có một cái cánh tay hán tử, đứng phía sau một vị phụ nhân, mang theo hai cái rưỡi lớn hài tử, bị ngăn ở cửa thành, bình thường nơi này cũng không tra thân phận văn thư, nhưng nhìn cửa thành nghe được bọn hắn một nhà nói là nơi khác lời nói, liền kiểm tra thân phận văn thư. Đây là công tác của bọn hắn, nơi khác tới làm địa, liền phải tiến hành kiểm tra. Nguyên bản liễu phán nhi chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới thế mà mấy cái kia bị ngăn lại người, cùng với nàng nhà có quan hệ. Nghĩ đến Lý Nguyên Thanh để Mỹ vị lâu lý trưởng quỹ trả lại trong thư, liền viết đến họp thu xếp một chút tin được giải nghệ binh sĩ tới. Các ngươi không bỏ ra nổi đến thân phận văn thư, hoặc là cũng chỉ có thể đường cũ trở về, hoặc là ngươi tìm người cho ngươi đảm bảo. Nhìn cửa thành tiểu binh trả lời, chính là như vậy phương thức xử lý, không thể đem thân phận không rõ người thả ra. Một cái tương đối tráng kiện phụ nữ không cao hứng nói, chủ nhà, người ly hương tiện, chúng ta vẫn là trở về đi. Lý đại tướng quân đối ngươi có ân, nhưng chúng ta không qua được, cũng bất lực, mặt đen tay gãy đại hán quát lớn, Lý tướng quân đã cứu ta, nếu như không phải Lý tướng quân, ta tuyệt đối không chỉ là không có một cái tay, mà là không có mệnh. Hôm nay trước tiên tìm một nơi ở lại, ta cùng người hỏi thăm một chút, để người đưa tin đi các tường trấn có người cho chúng ta đảm bảo, liền có thể đi các tường trấn. Hán tử mặt đen mang theo vợ con từ bên trong đi tới, không còn ngăn cản đường đi, để tránh bị tóm lên tới. Liễu phá nghi thấy thế, đương nhiên muốn lên trước, dù sao đối phương ngàn dặm xa xôi tới tìm nơi nương tựa, nàng muốn nhiệt tình chu đáo hỏi, vị đại ca này, chị dâu, có thể nói một chút lý nguyên thanh để ai đi gọi các ngươi đến các tường trấn sao? Mặt đen tráng hán nhìn thấy nữ tử, vừa muốn trả lời, lại bị cao tráng nữ tử ngăn lại, Ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, phòng bị tâm mạnh một điểm không hỏng chỗ? Trước đó cũng là bởi vì không có tâm phòng bị, bị tiểu tặc trộn đi túi tiền, liễu phán nghi thấy thế, cũng không tức giận, ta chính là các tường trấn bên trên, nghe được các ngươi vừa rồi nói muốn đi các tường trấn, ta mới tới đáp lời, nghe nói như thế, mặt đen tráng háng ha ha cười nói, vị phu nhân này, ta gọi đường Vân Sơn nhà tại 600 dặm bên ngoài Thái Hành Sơn lân cận, tại năm trước, là ta trong quân đội hảo huynh đệ hoắc thành đạt, báo cho chúng ta. Tướng quân nghĩ mời ta tới, nói có việc cần chúng ta, hơn nữa còn để ta mang theo gia quyến cùng một chỗ tới, ta liền đem trong nhà đồ vật bán, qua năm liền đến, phụ nhân còn đau lòng trong nhà thổ địa phòng ở, coi như có thể bình an trở về, cũng phải bắt đầu lại từ đầu, qua thời gian khổ cực. Liễu Phán Nhi nhìn ra đây là nam nhân một lòng muốn đi qua tìm nơi nương tựa Lý Nguyên Thanh, phụ nhân cố thổ khó rời. 12-13 tuổi hài tử ngược lại là gan lớn, đối với ngoại giới rất hiếu kỳ, chính đánh giá chung quanh chung quanh. Liễu Phán Nhi nhẹ gật đầu, cười nói, đúng, Lý Tướng Quân hoàn toàn chính xác phái hoắc thành đạt đi tìm trước kia hảo huynh đệ. Các ngươi chờ một lát một lát, ta cho các ngươi thuê một chiếc xe ngựa, cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi là ai a? À? cùng Lý Tướng Quân là quan hệ như thế nào? Trên người chúng ta bạc không nhiều, nhưng không mướn nổi xe ngựa, cao tráng nữ tử đường nương tử thấy luôn luôn nghiêm túc trượng phu, thế mà đối trẻ tuổi cô gái xinh đẹp cười, có chút cảnh giác, liễu phán nhi trả lời, chị dâu, ta là Lý Nguyên Thanh nàng dâu. Ta chủ nhà trước khi đi kinh thành trước đó, nói với ta muốn gọi tốt huynh đệ tới, đường Vân Sơn nghe nói như thế, càng là kinh ngạc. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho Liễu Phán Nhi dập đầu, cho tướng quân phu nhân dập đầu, đường nương tử cũng là sững sờ, nhưng toàn gia đều là tới nhờ vả lý tướng quân, hiện tại gặp được tướng quân phu nhân, cũng là duyên phận, cũng quỳ xuống dập đầu, liễu phán nhi liền vội vàng tiến lên đỡ dậy đường nương tử, chị dâu, mau dậy, đều là nhà mình huynh đệ tỷ muội, đừng khách khí, ở cửa thành, có xa mã hành, thuê xe thuận tiện, thuê xe ngựa, đường vân sơn cổng hành lý, mang theo nhi tử đi lên. Chỉ là xe ngựa có chút ít, đường nương tử không ngồi được liễu phán nhi vẫy gọi đường gia chị dâu ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa đường nương tử ngượng ngùng nói ta cái này một thân vô cùng bẩn cùng chủ nhà chen chen là được không thể đường đột phu nhân liễu phán nhi vừa rồi đã quan sát cái này một nhà bốn người mặc dù có chút chật vật nhưng quần áo coi như sạch sẽ móng tay trong khe không có đen xám ta không ngại đến thừa dịp trời còn sớm chúng ta mau lên xe liễu phán nhi nói đợi chút nữa qua cửa thành thời điểm ta còn muốn cho nhìn cửa thành người giải thích đường nương tử cự tuyệt không được lúc này mới lên xe ngựa qua cửa thành thời điểm liễu phán nhi cẩn thận đi theo cửa thành giải thích bởi vì liễu phán nhi thường xuyên đến huyện thành mà lại ra tay hào phóng thủ vệ tiểu binh nhận biết liễu phán nhi thấy liễu phán nhi cùng những người này nhận biết liền trực tiếp thả đường vân sơn bọn người ra khỏi cửa thành ngồi ở trên xe ngựa đường nương tử có chút câu nệ liễu phán nhi nhẹ giọng hỏi đường gia chị dâu, dọc theo con đường này vất vả, đường nương tử khách khí, ngữ khí cảm kích, không khổ cực, chồng của ta mệnh là lý tướng quân cứu, không có lý tướng quân, chồng của ta liền về không được, hắn nói, đã tướng quân cần hắn, hắn không thèm đếm xỉa hết thảy cũng phải tới, chương 318, lễ ngộ, trọng dụng, liễu phán nhi gật đầu, lại hỏi, quê quán bên kia song thân lão nhân, nhưng an bài tốt rồi, đường nương tử đỏ trong mắt, Cha mẹ chồng tại chồng của ta đánh trận thời điểm liền sinh bệnh không có, mẫu thân của ta mất sớm, phụ thân tái giá, quê quán cũng không có gì đáng giá lo nghĩ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Liễu Phán Nhi biết Đường Nương Tử như cũ không nở quê quán, cố thổ khó rời, ấm chỗ ngại rời. Đây là tất cả mọi người bản tính. Liễu Phán Nhi nhẹ giọng trấn an, mặt mỉm cười. Đường gia chị dâu, ngài yên tâm, ngài cùng Đường gia đại ca ngàn dặm xa xôi tới, ta cùng phu quân ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi tại thị trấn bên trên tiểu viện tử đã đắp kín đợi chút nữa ta liền đem các ngươi thu xếp ở nơi đó đường nương tử ánh mắt sáng lên đầy cõi lòng chờ mong thật cho thu xếp chỗ ở a à? liễu phán nhi chưa hề nói những ngày kia hoa bay loạn mà là giản dị ngôn ngữ thu xếp bọn hắn một nhà đó là đương nhiên ta cũng không cùng đường gia chị dâu đến hư ta là các tường trấn trưởng trấn theo thị trấn càng ngày càng phồn vinh khó tránh khỏi sẽ có trộm vặt móc túi hoặc là làm điều phi pháp người, phu quân ta liền nghĩ tìm tin được huynh đệ tới giúp ta. Dù sao hắn nhiều năm bên ngoài, không yên lòng trong nhà. Lớn như vậy thị trấn, có rất nhiều hàng. Chị dâu, ngươi sẽ làm cái gì? Đến lúc đó ta an bài cho ngươi sống, cho ngươi tiền công. Nhà ngươi nhi tử cũng không lớn, đi học đường biết chữ tính sổ sách, học phí ta ra. Đường nương tử không dám tin, phu nhân nhà ta hai đứa con trai thật có thể không tốn tiền đi học đường đọc sách. Liễu phán Nhi gật đầu, ta xuất tiền, không cần đường gia chị dâu lo lắng, đường nương tử rốt cục cười, cũng không giống ngay từ đầu như thế câu nệ, ta không có gì bản lĩnh, liền một nhóm người khí lực, sẽ trồng trọt, sẽ chăn heo, sẽ chỉ làm những cái này việc nặng, làm không được tinh tế sống, đường gia chị dâu, vừa vặn chuồng heo đắp kín, đến lúc đó nhà ta muốn nuôi 20 đầu heo, chuyên môn chăn heo. Bao ăn cơm trưa, cho ngươi phát tiền công, 20 văn một ngày, liễu phán nhi hứa hẹn, dạng này tiền công, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, dù sao nàng còn cho đường vân sơn một nhà cung cấp một cái viện, không muốn tiền thuê, miễn phí cho bọn hắn ở, nếu như bọn hắn nguyện ý mua, liễu phán nhi có thể tiện nghi bán cho bọn hắn, tốt, việc này ta tài giỏi. Đường nương tử vội vàng đáp ứng, đối tương lai nhiều hơn mấy phần chờ mong, phía sau trong một chiếc xe ngựa, đường đại trụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cha kia là tướng quân phu nhân sao dáng dấp thật là tốt nhìn đường vân sơn nghe nói như thế trừng nhi tử một chút đẹp mắt chính ngươi biết là được cũng đừng ở bên ngoài nói đường đột tướng quân phu nhân ta nhất định đánh ngươi lần này chúng ta tới nhờ vả tướng quân qua ngày tốt lành sao chúng ta ở nhà loại kia hai mẫu đất mạnh đường nhị trụ bụng có chút đói cha khoác thúc thúc nói chúng ta ở chỗ này có thể mỗi ngày ăn gạo cơm bánh bao lớn có thế ăn no có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật, yên tâm đi, ngươi hoắc thúc thúc cùng ta là quá mệnh giao tình, sẽ không gạt chúng ta. Đường Vân Sơn lòng tràn đầy chờ mong, trước kia trong nhà còn có mười mấy mẫu đất, nhưng hắn bị chinh đi đánh trận về sau, phụ mẫu thê tử hài tử ở nhà. Phụ mẫu thân thể không tốt, liên tiếp sinh bệnh, bán đi trong nhà phần lớn thổ địa, còn thiếu nợ không ít. Hắn vạn hạnh còn sống từ Tây Bắc trở về, mang theo tiền trợ cấp sau khi trở về, mới khiến cho trong nhà thời gian khá hơn một chút, nhưng khi sản xuất quá thấp, thời gian trôi qua gian nan, bởi vì hắn tàn tật, mà lại cũng không có huynh để giúp đỡ, ở trong thôn bị người khi dễ. Cùng nó ước ức, còn không bằng tới tìm nơi nương tựa tướng quân, tối thiểu nhất có cái tướng quân làm chỗ dựa, cũng so không chỗ nương tựa nghèo lão bách tính mạnh, Hoắc thành đạt cũng nói, không chỉ có gọi hắn, còn muốn đi tìm cái khác huynh đệ đến lúc đó cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh để cùng một chỗ làm việc, cũng cảm thấy thú vị. Đường gia bốn chiếc người đối các tường trấn đặc biệt chờ mong, hy vọng có thể mau chóng đi qua, ước chừng hai canh giờ, rốt cục đến các tường trấn. Liễu phán Nhi mang theo đường nương tử xuống xe ngựa, đường gia chị dâu, ta mang các ngươi ở địa phương. Báo tử, ngươi đi trong nhà chuẩn bị hai giường chăn đắp tấm đệm, đưa tới, báo tử vội vàng trả lời, vâng, phu nhân. Lý Thôn trưởng ngay tại nhà mình thịt kho cửa hàng bên trong bận rộn, nhìn thấy Liễu Phán Nhi mang theo một nhà bốn người tới, trong đó một cái tay không có, nhưng cũng không ảnh hưởng nam tử trung niên khí thế, Nguyên Thanh nhà, đây là ai a? À? thuê trường công sao? Liễu Phán Nhi cười khẽ trả lời, Thôn trưởng đại thúc, đây không phải nhà ta trường công, là Nguyên Thanh tại Tây Bắc Huynh đệ, biết chúng ta nơi này thiếu khuyết giữ gìn trật tự trị an người, chuyên môn đem những này võ công cao cường Huynh đệ kêu đến hỗ trợ nguyên bản đường vân sơn một nhà cũng so đo trường công dạng này thuyết pháp dù sao bọn hắn chính là tới đầu nhập lý nguyên thanh dựa vào lý nguyên thanh sống qua làm trường công cùng bộ khúc đều không khác mấy chẳng qua lúc này nghe được tướng quân phu nhân nói lời lập tức để đường vân sơn mang ơn tướng quân có thế để mắt hắn đường vân sơn tướng quân phu nhân cũng xem trọng hắn một chút làm sao không để tâm hắn tồn cảm kích đâu đường nương tử nghe được liễu phán nhi về sau triệt để yên lòng ngàn dặm tìm nơi nương tựa nếu như không được chào đón bọn hắn cái này một nhà không có xuống dốc liền phải chịu đau khổ đường đại trụ cùng đường nhị trụ cảm thấy thị trấn bên trên rất sạch sẽ nhìn cái kia đều cảm thấy hiếu kỳ đánh giá chung quanh lý thôn trưởng nghe nói như thế cười ha hả nếu là nguyên thanh tại tây bắc huynh đệ đến đó chính là chúng ta các tường thôn khách nhân còn có một hồi kho đại tràng liền làm tốt ta đưa hai cân cho đường xa mà đến khách nhân liễu phán nhi đáp ứng được a lại chừa chút kho gan heo kho đầu heo thịt một hồi ta để người đi lấy tiền ghi tạc trương mục liễu phán nhi trong nhà thường xuyên tại lý thôn trưởng nhà cửa hàng mua mỗi lần đưa tiền có hơi phiền toái liễu phán nhi trực tiếp tại thịt kho cửa hàng ký sổ nửa tháng một kết thuận tiện bất việc còn không chiếm dụng lý thôn trưởng nhà quá nhiều bạc được a à, chờ ta có rảnh tìm đường tráng sĩ uống rượu lý thôn trưởng cười nói ghi nhớ đường vân sơn đường Vân Sơn không thể chấp tay, chỉ có thể khẽ không người, đa tạ lý thôn trưởng, cứ như vậy một đường đi, liễu phán nhi liền giới thiệu một đường. Đường Vân Sơn một nhà vừa tới các tường trấn, liền bị các tường trấn bên trên người nhận biết, trải qua chu lão tam cửa hàng tạp hóa, liễu phán nhi đối chu lão tam nói, tuần đông gia, đem ngươi cửa hàng bên trong nồi bắt bầu bồn, thùng nước, dù sao trong nhà có thể dùng đến đồ vật, phối trí một bộ, đủ một nhà bốn người dùng trực tiếp đưa đến chữ thiên số một ngõ hẻm nhà thứ nhất. Chu lão tam nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, đây chính là đơn đặt hàng lớn, lập tức mặt mũi tràn đầy mang cười, đức thụy phu nhân, ngài yên tâm, cam đoan toàn diện, giá cả lợi ích thực tế, liễu phán nhi gật đầu, đến tiếp sau phu quân ta rất nhiều giải nghệ thủ hạ sẽ tới, đến lúc đó, ta đều muốn phân phối cho bọn hắn một bộ, ngươi giá cả lợi ích thực tế, đồ vật không sai, đằng sau còn có đơn đặt hàng nếu là lừa gạt ta, ta trực tiếp để người đi bạch sa trấn mua. Chu lão tam đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn trước mắt khách hàng lớn từ nhà mình cửa hàng chạy đi, liên tục cam đoan, phu nhân yên tâm, ta cho giá cả tuyệt đối sau bạch sa trấn tiện nghi, nếu là giá cả cao, ngài cũng đừng đưa tiền, coi ta tặng không cho ngươi. Cái này chu lão tam so phụ thân chu lão đầu còn khéo đưa đẩy, càng sẽ làm ăn, chương 319, đại lượng mua sắm, liễu phán nhi đáp ứng, cười cười, đây chính là ngươi nói nhanh lên đi, hôm nay liền phải dùng tới làm cái danh sách, sau đó ta để người đến cùng ngươi tính tiền. Một cái thị trấn bên trên, liễu phán nhi cũng không nghĩ bỏ gần tìm xa mua đồ. Mặt khác, nàng còn nhớ rõ trước đó ba quả phụ cho nàng mật báo, ân tình này nàng phải trả trở về cùng chu gia làm ăn, chính là trả nhân tình một trong phương thức. Chu lão tam cười nói, được a, à, phu nhân ngài đi thông thả. Đức thụy phu nhân là các tường trấn bên trên thứ nhất nhà giàu chỉ cần có thể đem Đức Thụy Phu Nhân trong nhà sinh ý kéo qua đến, một năm nói ít cũng có thể kiếm mấy chục lượng bạc. Mặt khác, chu lão tam từ quan sát của mình, từ mẹ kế trong miêu tả, biết được liễu phán nhi là một cái rất có nguyên tắc người, chỉ cần đồ vật tốt, đáng giá, nàng liền sẽ không tùy tiện ép giá, càng sẽ không khất nợ tiền hàng. Dạng này ưu chất khách hộ, chu lão tam cảm thấy hẳn là tóm chặt lấy, không thể bỏ qua cơ hội như vậy, trải qua ngô gia tiệm lương thực thời điểm, liễu phán nhi muốn hai mươi cân gạo hai mươi cân mặt đường nương tử cảm kích không nghĩ tới liễu phán nhi cho bọn hắn mua nhiều đồ như thế phu nhân cái này cần tốn không ít tiền kỳ thật chỉ cần có một nơi ở là được chúng ta làm việc kiếm tiền chậm rãi đặt mua liễu phán nhi hé miệng cười một tiếng ánh mắt chân thành tha thiết như vậy sao được các ngươi ngàn dặm tìm nơi nương tử nguyên thanh đếm nhà cửa nghiệp ta phải thay hắn đem các ngươi an bài tốt các ngươi thật muốn cảm thấy trong lòng không qua được đường đại ca thật tốt dẫn người giữ gìn thị trấn bên trên trị an. Ngài A, thật tốt cho nhà ta làm việc. Dạng này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, đường nương tử vỗ vỗ tâm khảm, cười lớn nói, phu nhân, ngài yên tâm. Ta đường nương tử bản sự khác không có, nhưng ta có độc môn bí phương, nuôi heo lại lớn lại mập, dáng dấp còn nhanh hơn, người khác nuôi một con lợn muốn một năm. Ta chỉ cần nửa năm liền có thể trưởng thành hơn 100 cân lớn heo chồng của ta không ở nhà thời điểm ta liền dựa vào chăn heo bán lấy tiền nuôi sống cả một nhà được quyết định như vậy chị dâu liễu phán nhi cười khẽ trải qua nhà mình cửa hàng để lý lệ cùng lý phương cho đường gia bốn người mỗi người mười thước vải làm quần áo liễu phán nhi đem đường vân sơn một nhà đưa đến đường phố chính đằng sau một loạt trước hết nhất đắp kính phòng ở đẩy cửa ra đi vào những phòng ốc này đều là nguyên thanh giao cho ta đóng đã quét sạch sẽ mỗi cái đầu ngõ có giếng nước có thể đi gánh nước đường đại trụ nháy mắt mấy cái nhìn xem cái này tiểu tứ hợp viện tướng quân phu nhân cái này phòng này là cho nhà chúng ta sao liễu phán nhi gật đầu đúng vậy a à? nhưng mà phòng này trước cho các ngươi ở không thu tiền thuê chờ các ngươi về sau kiếm tiền có thể mua lại qua đến nhà ngươi danh nghĩa phòng này thật tốt so với chúng ta thôn bên trên địa chủ gia trụ phòng ở còn tốt đường đại trụ mặt lộ vẻ mừng rỡ bắt đầu thích nơi này, phu nhân, ta nhất định siêng năng làm việc, tranh thủ sớm ngày đem phòng ở mua lại, người đường gia vào nhà nhìn xem, càng là yêu thích, ba gian chính phòng, phòng khách hai gian, còn có thể nấu cơm sẵn. Bên cạnh còn có một gian phòng, có thể phòng ngủ, hai bên các ba gian phòng, cũng rất rộng rãi, ngay tại liễu phán nhi mang theo người đường gia nhìn nhà thời điểm, chu lão tam đã lôi kéo một cổ xe ba gác, trực tiếp đưa hàng tới cửa. Liễu Phán Nhi thấy cái này Chu lão tam chuẩn bị đồ vật, có chút giật mình, dầu muối tương giấm, kim chỉ, nồi bát bầu bồn, thùng nước đòn gánh, lớn nhỏ cây chổi, còn có hai bó củi chờ rất đa dạng đồ vật, tăng thêm tiệm lương thực đưa tới hủ tiếu, đầy đủ. Chu lão tam thấy Liễu Phán Nhi ánh mắt rơi vào đã dùng qua bảy thành mới đòn gánh bên trên, vội vàng giải thích, phu nhân, cái này đòn gánh là nhà ta dùng, không phải mới, coi như ta tặng, cái này khách nhân mới tới, gánh nước cần đòn gánh, cái này hai bó củi cũng là từ nhà ta kho củi lấy tới, không đáng tiền, cũng là ta tặng, không thể không nói, cái này chu lão tam thực sẽ làm ăn, liễu phán nghi nhẹ gật đầu, đến, đối danh sách, chu lão tam đưa tới danh sách, cười ha hả, đa tạ đức thụy phu nhân, liễu phán nghi nhận lấy chu lão tam đưa tới danh sách, nhìn kỹ một chút, gật đầu, cái giá tiền này vẫn được, dựa theo cái này danh sách, ta muốn 10 bộ, giá cả còn có thể hàng một thành sao, chu lão tam nghe nói như thế, mặt lộ vẻ đắng chát, đức thụy phu nhân, cái giá tiền này đã đầy đủ thấp, lại hàng một thành, ta liền, không có khả năng thâm hụt tiền, ngươi nhập hàng lượng nhiều, cũng sẽ ép nhà cung cấp hàng giá cả. Ta mua được nhiều, đương nhiên cũng phải ép giá tiền của ngươi. Ngươi nếu có thể làm, ta định 10 bộ, vượt qua 10 bộ, cũng dựa theo cái này 10 bộ giá cả, được chứ? Liễu Phán Nhi hỏi, nàng kiếp trước làm thương siêu, minh bạch đại lượng mua sắm, giá cả tất nhiên có thể ưu đãi chu lão tam kinh ngạc cái này đức thụy phu nhân thực sẽ làm ăn nếu như giá cả hạ xuống một thành chỉ so với nhập hàng giá vốn cao một chút điểm chỉ có thể nói không bồi thường tiền toi công bận rộn chẳng qua số lượng nhiều hắn liền có thể cùng nhà cung cấp hàng một lần nữa nói giá cách mà lại mua đồ vật nhiều lợi nhuận ít nhưng tiền kiếm được lại không ít đức thụy phu nhân thực sẽ làm ăn chu lão tam đáp ứng vậy được phu nhân một bộ này tính tại kia 10 bộ bên trong, giá tiền là danh sách bên trên chính thành. Liễu phán nghi gật đầu, vậy được, ngươi về trước đi, sau đó, ta viết cái khế ước, để ta báo tử, đi nhà ngươi cửa hàng ký kết, thuận tiện cho ngươi tiền đặt cọc, đa tại đức thụy phu nhân. Chu lão tam đáp ứng, thấy người đường gia đã đem trên xe đồ vật đều tháo xuống, đẩy xe ba gác rời đi, liễu phán nghi thấy đồ vật đều đến, đối đường vân sơn vợ chồng nói, đường gia đại ca đại tẩu, các ngươi đuổi lâu như vậy con đường nhất định vừa mệt vừa cực khổ các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn nhà bên trong đợi chút nữa để người cho ngươi đưa đồ ăn sớm một chút ăn cơm sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai giữa trưa ta lại cho đường đại ca một nhà bày tiệc mời khách đường vân sơn vội vàng cảm tạ cảm ơn phu nhân cho chúng ta chuẩn bị như thế chu toàn dùng lưu khuê lời của tiểu tử đó gọi xem như ở nhà ta xem như cảm nhận được lời này là có ý gì đường nương tử cũng cười nói Chờ chúng ta thu thập xong, ngày mai đi phu nhân nhà bái phỏng, Liễu Phán nhi thấy nơi này đồ vật không thiếu, lúc này mới cáo từ rời đi. Báo Tử đưa đệm chăn, hiện tại không cần, Liễu Phán nhi đánh xe ngựa đưa về nhà, để báo tử mua đồ ăn cùng thịt kho, cùng một chỗ cho người đường gia đưa qua. Đường Nương tử nhận lấy thịt kho cùng rau quả, trong lòng triệt để an tâm, đi theo tướng quân cùng tướng quân phu nhân, ngày tháng sau đó nhất định trôi qua tốt. Đường Vân Sơn chọn đến nước, tràn đầy một vạt nước Đường đại trụ cùng đường nhị trụ cầm cây chổi lần nữa quét dọn, sau đó lại dùng khăn lau khắp nơi lau sạch sẽ. Đường nương tử tại trong phòng bếp bận rộn, cọ nồi rửa chén, nhóm lửa nấu cơm, tay chân lanh lẹ, ngay ngắn rõ ràng. Người một nhà đều không có nhàn rỗi, chờ đến lúc bên ngoài quét sạch sẽ, dừng chiếu chỉnh lý tốt. Đường nương tử đã làm tốt hai món một chén canh, còn có kho đại tràng cùng kho đầu heo. Nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, đường nhị trụ nhịn không được cầm lấy đũa nghĩ kẹp một miếng thịt ăn. Đường nương tử cầm đũa gõ nhị nhi tử tay, cha ngươi còn không có ăn đâu, không có phép tắt. Chủ nhà, đây là chúng ta đi vào các tường trấn bữa thứ nhất, ngươi nói vài lời, để hai cái này gia tiểu tử dài trí nhớ. Chương 320, trong nhà nhiều tiền, sản nghiệp nhiều, đường đại trụ cùng đường nhị trụ mặc dù đặc biệt tham ăn, nhưng bây giờ cũng không dám ăn, sợ bị hung hãn mẫu thân đánh. Đường Vân Sơn thật cao hứng, một đường chạy tới, hắn da dày thịt béo, vẫn còn không cảm thấy cái gì, nhưng thê tử cùng nhi tử chịu tội. Trước đó lại bởi vì lộ vẫn bị trộn, kém chút không thể ra khỏi thành, may mắn gặp tướng quân phu nhân, khả năng thuận lợi đi vào các tường trấn, đường Vân Sơn ha ha cười nói, tại gia tộc bên kia, chúng ta nhân khẩu không vượng, trong nhà ruộng đồng không nhiều, ta lại tàn tật, làm việc không được, mặc dù còn có võ công, nhưng đối chúng ta cái nhà này, cũng không có quá lớn công lao, những năm này đều khổ các ngươi nương đã tại gia tộc bên kia, không có đường ra, Hoắc huynh đệ gọi ta tới, ta cảm niệm tướng quân ân tình, cảm thấy tới càng có đường ra. Hiện tại tướng quân phu nhân đối với chúng ta lễ ngộ như thế, chuẩn bị như thế đầy đủ hết đồ vật, hơn nữa còn để chúng ta ở tại nơi này a à tốt trong phòng. Ta cái này trong lòng, rốt cục yên tâm, về sau đại trụ nhị trụ đi học đường học chữ, không cầu khảo công tên, tối thiểu nhất không muốn giống ta cùng mẹ ngươi dạng này mắt mù, lớn chừng cái đấu chữ không biết mấy cái chỉ có thể làm người thô kệch tóm lại một câu đã hiện tại tướng quân phu nhân để chúng ta được sống cuộc sống tốt chúng ta liền hảo hảo cho phu nhân làm việc đường nương tử trong lòng kích động mừng rỡ ta cũng không có nghĩ đến tướng quân phu nhân có thế thu xếp tốt như vậy chủ nhà ngươi có võ công mặt đen lên có thế hù dọa ở những tên côn đồ cắt ké kia ngươi liền chuyên môn làm cái này đây cũng là tướng quân cùng phu nhân an bài cho ngươi ta đây cũng là người thô kệch liền sẽ trồng trọt chăn heo, ta liền cho tướng quân phu nhân chăn heo làm việc. Ta tuyệt đối nghiêm túc, nhất định thật cốt hồi báo tướng quân cùng tướng quân phu nhân ân tình, đường vân sơn cười, hết sức vui mừng, tốt, dù sao tướng quân cùng phu nhân sẽ không bạc đãi chúng ta, đường đại trụ cười nói, cha, trước kia chăn trâu thời điểm, ta thường xuyên đi học đường bên kia học trộn biết chữ, ta đã nhận biết 100 cái chữ, đến học đường, ta nhất định phải học được biết chữ cùng tính sổ sách nhị trụ cũng thế ta nhìn hắn nếu là dám lười biếng không học tập nhìn ta không đánh hắn đường nương tử cười cười nhìn về phía hai đứa con trai mặc dù đen gầy nhưng coi như tinh thần đối phó nhị trụ không cần đánh chửi chỉ cần không cho hắn cơm ăn hắn lập tức liền trung thực nhìn xem chúng ta một cái bàn này gạo cơm còn có nhiều như vậy thịt về sau kiếm tiền liền có thể thường xuyên ăn học tập cho giỏi liền có ăn ngon không hảo hảo học tập liền để các ngươi cha đem các ngươi nhốt vào kho củi đương nhiên cũng sẽ không chết đói các ngươi sẽ còn để ngươi ăn khang nuốt đồ ăn đường nhị trụ nghe nói như thế vội vàng cam đoan mẹ ta nhất định thật tốt biết chữ học tập cho giỏi nghe đại ca lời nói thấy hai đứa con trai đều như thế nghe lời đường đại trụ vui vẻ ra mặt cầm lấy đũa kẹp một khối heo đại tràng đặt ở miệng bên trong từng ăn ngon ông trời của ta làm sao lại có ăn ngon như vậy heo đại tràng các ngươi cũng nhanh lên ăn tới đây thật sự là đến đúng rồi bằng không đời này không có khả năng ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật đường nương tử cũng gật đầu một bên ăn một bên nói đúng vậy a à, ăn ngon thật trước kia hài tử muốn ăn thịt trong nhà mua không nổi ta liền mua tiện nghi heo ruột nhưng làm được không có cái này ăn ngon về phần đường đại trụ cùng đường nhị trụ lúc này buồn bực không lên tiếng ngay tại không ngừng miệng ăn cái gì heo đại tràng đặc biệt hương vị để một nhà bốn người khen ngợi có thừa kho đầu heo thịt hương vị tương đối tốt hương vị hương thuần rau cải trắng trong veo cải trắng lá cây làm đậu hũ canh cũng uống rất ngon một trận gió cuốn mây tan về sau trên bàn chỉ còn lại đĩa suy đi tử nhiều như vậy đồ ăn đều bị ăn sạch đường nương tử có chút đau lòng ai nha nhiều đồ như vậy đều bị chúng ta ăn xong kỳ thật những cái kia thịt còn có thể lưu một chút buổi sáng ngày mai ăn đường vân sơn cười cười an ủi thê tử chúng ta đoạn đường này vất vả ăn no về sau mới có khí lực làm việc học tập khoác thành đạt lúc trước lưu cho ta năm lượng bạc còn có trước đó chúng ta đem phòng ở cùng thổ địa bán đi tiền khấu trừ dọc theo con đường này tiêu xài còn thừa lại một chút bạc ta sau đó đều cho ngươi ngươi cất kỹ chờ muốn ăn thịt kho có thể đi mua đợi ngày mai ta liền bắt đầu làm việc phu nhân cho tiền công đủ chúng ta sinh hoạt đường nương tử gật đầu nghĩ đến ở trên xe ngựa tướng quân phu nhân phu nhân nói để ta đi chăn heo một ngày liền cho ta hai mươi văn có thể mua không ít thịt kho nghe được phụ mẫu nói chuyện mười hai mười ba tuổi đường đại trụ cùng đường nhị trụ rốt cục yên lòng ăn uống no đủ liền nghỉ đi ngủ có điều đường nương tử thích sạch sẽ đuổi nam nhân trong nhà nấu nước nóng một nhà bốn người tắm rửa giặt quần áo làm cho sạch sẽ mới trở về phòng đi ngủ, lại nói liễu phán nhi về đến nhà, cùng đại tẩu Lưu Thị nói đường Vân Sơn một nhà tới tìm nơi nương tựa sự tình. Lưu Thị thở phào, có thể để cho Nguyên Thanh nhớ ở trong lòng người, mặc kệ là nhân phẩm, vẫn là công phu, chắc hẳn đều là không sai. Liễu phán nhi gật đầu, cười nói, trước đó ta vẫn lo lắng thị trấn bên trên trị an, luôn luôn để trong thôn không làm việc đến giúp đỡ, hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp, đại tráng, mặc dù nghe lời, nhưng dù sao không có luyện võ chỉ là phổ thông anh nông dân xử lý một vài vấn đề đơn giản còn có thể nhưng phức tạp lại không được thị trấn bên trên nhiều như vậy cửa hàng dần dần xây thành nhà chúng ta sinh ý cùng cửa hàng còn có tác phường cũng càng ngày càng tốt đến tiếp sau ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm những cái này đều cần có thế người tin cẩn ta tin tưởng nguyên thanh ánh mắt đi tìm người tới chắc hẳn đều là không sai còn có một điểm chúng ta càng ngày càng có tiền mơ ước người thì càng nhiều có những người này ở đây ta cũng có thế an tâm nghe được liễu phán nhi nói như vậy lưu thị rất tán thành đúng mỗi lần nhìn thấy nhà chúng ta kiếm nhiều bạc như vậy ta cái này trong lòng đã cao hứng lại lo lắng tổng sợ người khác tới đoạt mặc dù ở trong thôn coi như an toàn nhưng nếu là có cường đạo hoặc là những cái kia võ công cao cường đạo tặc còn phải dựa vào nguyên thanh tìm đến những người này những người này có bản lĩnh chúng ta muốn lễ ngộ. Buổi tối hôm nay thì thôi, trưa mai, mời đến trong nhà, ta làm mấy cái thức ăn ngon, cho bọn hắn bày tiệc mời khách, ta cũng là nghĩ như vậy. Liễu Phán Nhi đáp ứng, ngày mai sẽ phải phiền phức tiểu hoa tỷ. Lưu Thị cười khẽ, hẳn là, tính không được phiền phức, ăn cơm xong, Chu Thúy Hoa cùng Lý Thôn trưởng tới, đằng sau còn đi theo Lý Đại Tráng. Liễu Phán Nhi đem bọn hắn mời đến phòng khách, nhìn về phía Lý Thôn trưởng, Thôn trưởng Đại Thúc, muộn như vậy, các ngươi tới tất nhiên có việc. Nói đi, chúng ta không cần thiết khách sáo, Lý Thôn Trưởng cười cười, Nguyên Thanh nhà, Nguyên Thanh đến cùng tìm bao nhiêu người đến các tường trấn A, Liễu Phán Nhi nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, thành thân ngày ấy, Nguyên Thanh đến huyện thành về sau, không bỏ xuống được chúng ta, liền để Hoắc Thành Đạt đi tìm có thể tin được huynh đệ, trên danh sách chừng 30 người. Có điều, đường xá xa xôi, mang nhà mang người, có người đoán chừng không nguyện ý tới. Cụ thể có thế tới bao nhiêu, hiện tại ta cũng không biết, đường đại ca một nhà là cái thứ nhất, sau đó lục tục ngo ngoe còn sẽ tới một chút. Thông trưởng đại thúc, ngài hỏi cái này làm cái gì a? À?